Tuyệt thế cường long, Tề Đẳng Nhàn. Tập 43. Trịnh Sa Minh nói, ai có thể trị được cô ta chứ? Cô ta là người 43 do bên Bắc Kinh phái đến đó. Trịnh Hữu Bân không cam lòng mà đấm vào cái bàn một cái và nói, Trịnh gia chúng ta nhiều đàn ông như vậy mà lại cứ bị một con đàn bà cua tay múa chân và phải nghe cô ta chỉ huy, có nghĩ thế nào cũng thấy thật ấm ức. Còn nữa, thù của mẹ con, chẳng lẽ cả đời này chúng ta cũng không báo được hay sao? Tề Đẳng Nhàn nhảy tót lên từ chỗ cửa sổ và ngồi chễm chệ ở trên bậc cửa như một con ma vậy. Hai bố con đang nói đến phần quan trọng, sau khi nhìn thấy hắn thì vô cùng hoảng sợ và suýt chút nữa đã ngã xuống đất. Đừng căng thẳng, tôi không phải kẻ địch của các người, tôi đến là để giúp các người giải quyết hoàn cảnh khó khăn đây. Tề Đẳng Nhàn mỉm cười và nói. Lần này hắn đến đây vốn là muốn lén lút gặp mặt và nói chuyện với Trịnh Sa Minh một lát, không ngờ rằng còn chưa thấy người đâu thì đã nghe được cuộc trò chuyện bí mật của hai bố con nhà họ rồi. Trịnh Hữu Bân nổi giận, anh là ai chứ? Anh nghe thấy cái gì rồi? Hôm nay chưa chắc anh đã có thể an toàn rời khỏi đây đâu. Tề Đẳng Nhàn lắc đầu và nói, người tống Triệu Man Nhi vào trong đó là tôi, cơ mà có lẽ cô ta sẽ có thể ra ngoài nhanh thôi. Chút chuyện nhỏ đó hoàn toàn có thể tìm lấy một người để gánh trách nhiệm thay, sẽ không thể làm tổn hại đến cô ta đâu. Hai bố con đều vô cùng ngạc nhiên. Trịnh Sa Minh lạnh lùng nói, cậu tống vợ tôi vào đó mà còn đến chỗ tôi để diễu võ dương oai à? Tôi thấy cậu uống nhầm thuốc rồi có phải không? Những lời ban nãy của anh Trịnh, tôi đã nghe được rất rõ ràng rồi, anh không cần phải ở đây diễn kịch với tôi nữa đâu nhỉ? Tề Đẳng Nhàn nhảy xuống khỏi bậc cửa. Đi thẳng đến chỗ sofa và ngồi xuống. Sắc mặt của Trịnh Sa Minh bỗng chốc có hơi trầm xuống, trong lòng đã bắt đầu nảy sinh ý định muốn giết người diệt khẩu. Tề Đẳng Nhàn phủi phủi tay và nói, không cần vội vàng giết tôi để diệt khẩu đâu, tôi đến để giúp các người mà, và lại tôi còn có huyết hải thâm thù với Triệu gia nữa. Hai bố con lại một phen ngẩn người. Trịnh Sa Minh nói, dựa vào cái gì mà tôi phải tin cậu? Tề Đẳng Nhàn nói, chính tôi là người đã tống Triệu Man Nhi vào trong đó, như thế còn chưa đủ à? Trịnh Sa Minh nói, thế thì làm sao chứ? Cậu cũng nói rồi, đây chỉ là tạm thời mà thôi, không thể làm tổn hại đến cô ta được. Cậu dựa vào cái gì mà cảm thấy rằng cậu có thể giúp được chúng tôi? Tề Đẳng Nhàn giơ tay móc ra miếng ngọc tủy ở trong túi áo và nói, nhìn xem đây là cái gì? Ngọc tủy của Giám đốc Long Môn Thượng Hải. Anh là giám đốc đương nhiệm của Long Môn Thượng Hải. Trịnh Hữu Bân nhìn thấy món đồ này thì nói với giọng vô cùng ngạc nhiên. Không chỉ có vậy, quan hệ của tôi và Tổng hội rất tốt, tôi còn là bạn của Chủ tịch Lý Hà Đồ nữa. Lần này tôi có thể tống Triệu Man Nhi vào trong đó là vì đã mượn sức mạnh của nữ chiến thần Ngọc Tiểu Long của nước ta. Bây giờ các người còn cảm thấy tôi không giúp được các người nữa không? Tề Đẳng Nhàn hỏi. Tên tuổi của hắn không nổi bật cho lắm. Vậy nên hắn chỉ có thể mượn tên của Lý Hà Đồ và Ngọc Tiểu Long để làm màu mà thôi, đúng thật là không có cách nào khác. Giống như thể một hòa thượng đang quét rác đột nhiên nhảy ra và nói rằng ta có thể một mình đánh bại 10 tên Kiều Phong, thế thì người ta chắc chắn sẽ không tin mà chỉ cảm thấy hắn là một kẻ ngốc mà thôi. Trịnh Sa Minh nhìn Tề Đẳng Nhàn thêm vài cái và nói, vậy thì cậu thực sự rất không đơn giản, có điều, tôi vẫn không cho rằng cậu có thể ra làm được chuyện gì đó. Tề Đẳng Nhàn chỉ cười cười và nói, Triệu gia phái Triệu Man Nhi đến để kiểm soát Trịnh gia các người rốt cuộc là để làm gì? Trịnh Hữu Bân nhanh mồm nhanh miệng đáp, rửa tiền. Sau khi nghe thấy lời này, ánh mắt của Tề Đẳng Nhàn bỗng sáng lên, hắn nói, rửa tiền. Các người có chứng cứ không, giao nó cho tôi đi. Trịnh Sa Minh lại giận dữ lườm Trịnh Hữu Bân một cái và nói, cậu đi đi, tôi sẽ coi như hôm nay cậu chưa từng đến đây. Trịnh Hữu Bân không khỏi có hơi sốt ruột, nói, bố, nếu như anh ta đã quen biết người như Lý Hà Đồ và Ngọc Tướng Lĩnh, vậy thì chắc chắn anh ta có thể làm nên chuyện. Trịnh Sa Minh lại nhìn Tề Đẳng Nhàn một cái thật sâu và chậm rãi nói, cậu đã đánh lén Triệu Man Nhi một lần, cô ta sẽ không chịu để yên đâu, cậu cứ vượt qua cửa ải trước mắt này đi đã rồi chúng ta lại nói chuyện nghiêm túc sau. Tề Đẳng Nhàn nói, chẳng lẽ Triệu Man Nhi còn giấu sát chiêu nào à? Trịnh Sa Minh không nói gì mà chỉ lắc đầu, phất tay và nói, phiền cậu rời đi cho, đừng để ai nhìn thấy, kẻo lại gây thêm rắc rối. Tề Đẳng Nhàn bất lực nhún vai,
Trịnh Sa Minh rõ ràng là đang ngấm ngầm chịu đựng và không muốn ngửa bài với Triệu Man Nhi quá sớm. Trịnh Hữu Bân trẻ hơn một chút thì lại không nhịn nổi cơn tức. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy chuyện này cũng không phải một sớm một chiều là có thể giải quyết được, hắn để lại một tấm danh thiếp và nói, đây là phương thức liên lạc của tôi, nếu như các người thay đổi chủ ý thì có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào. Trịnh Sa Minh lặng lẽ đón lấy tấm danh thiếp và nói, chúc cậu may mắn. Tề Đẳng Nhàn lập tức rời đi. Trịnh Hữu Bân có hơi sốt ruột, Trịnh Sa Minh lại lạnh lùng nói, loại chuyện này không thể gấp được, còn nữa, Triệu Man Nhi thực sự dễ đối phó như trong tưởng tượng của con hay sao? Một khi chúng ta không thành công, vậy thì có khả năng là cả nhà chúng ta sẽ bị diệt sạch, đây là thứ mà con muốn nhìn thấy sao? Trịnh Hữu Bân ngay lập tức trở nên yên lặng. Trịnh Sa Minh nhẹ nhàng vỗ vào vai Trịnh Hữu Bân và nói, sao bố có thể không muốn báo thù, không muốn vùng dậy được cơ chứ? Nhưng mà, thời cơ còn chưa đến nữa. Nhẫn nhịn một chút đi, nhóc con. Anh Tề, tình hình như thế nào rồi? Sau khi nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn lên xe, Tần Đường Ngọc hỏi với vẻ tò mò. Cái cô Triệu Man Nhi này ở Trịnh gia quả thực chẳng khác nào một lãnh chúa, ngay cả Trịnh Sa Minh cũng sợ cô ta như hổ. Tề Đẳng Nhàn lắc đầu nói. Vậy thì có phải là có thể bắt tay với Trịnh gia để giải quyết triệt để Triệu Mãn Nhi không? Tần Đường Ngọc nói. Tề Đẳng Nhàn cười cười và nói, cô nghĩ nhiều rồi, Trịnh gia không dám làm như thế đâu. Trong lòng bọn họ, Triệu Man Nhi rất có uy nghiêm. Bảo là tôi đã đánh lén Triệu Man Nhi một lần nên sẽ còn phiền phức về sau nữa. Cứ chờ xem đi, bọn họ sẽ liên lạc với tôi thôi, chỉ cần bọn họ không muốn ngồi yên chờ chết. Tần Đường Ngọc đưa Tề Đẳng Nhàn về lại nhà của Dương Quan Quan, trước khi chia tay, cô ta nói, anh Tề, Long Môn Thượng Hải không thể một ngày không có chủ, cứ tiếp tục hao mòn như thế này mãi cũng không phải là chuyện tốt, anh phải kịp thời đứng ra. Tề Đẳng Nhàn nói, được, tôi biết rồi, cô cứ yên tâm xử lý cho tốt chuyện của Văn gia đi trước đã. Văn Dũng Phu chết rồi, cô là đồ đệ của ông ta, không thể để cho cái nhà này sụp đổ được. Tần Đường Ngọc nói, nếu như có chuyện gì thì xin anh Tề hãy quan tâm nhiều hơn và ra tay giúp đỡ. Tề Đẳng Nhàn nói, tôi biết rồi. Tần Đường Ngọc thấy hắn có chút không kiên nhẫn thì chỉ đành cung kính chắp tay rồi lui ra ngoài. Tề Đẳng Nhàn giúp Văn gia đương nhiên là có ý đồ của hắn, chính là để thu phục cấp dưới cũ của Văn Dũng Phu, dù sao thì hắn cũng chỉ vừa mới đến, lại còn là giám đốc mà Lý Hà Đồ cho nhảy dù vào, người ở bên dưới khó tránh khỏi việc sẽ rủ nhau chơi trò tàu bay giấy. Nghĩa là bên ngoài thì tâng bốc, bên trong thì bài xích, làm cho mất thực quyền. So với việc cố gắng ra vẻ để thể hiện quyền uy của mình thì làm cách này sẽ càng ổn thỏa hơn. Tần Đường Ngọc vừa mới đi khỏi, Tề Đẳng Nhàn đã nhìn thấy Dương Quan Quan về nhà với gương mặt mệt mỏi, vừa mới nhìn thấy hắn thì đã không nhịn nổi mà nổi cáu. Anh mới là ông chủ của tập đoàn Goku cơ mà, vừa mới lộ mặt ở công ty vài lần mà đã bắt đầu đùn đẩy trách nhiệm rồi, có phải là có hơi quá đáng rồi không? Dương Quan Quan không kìm được mà hỏi. À, Tề Đẳng Nhàn nhún vai một cái, chẳng phải là tôi bị thương nên cần phải nghỉ ngơi để dưỡng thương hay sao? Dương Quan Quan cười khẩy và nói, tóm lại là tôi chẳng thấy anh không khỏe chỗ nào cả, trong công ty còn có một đống tài liệu, anh tự mình đi giải quyết đi. Tề Đẳng Nhàn nói với vẻ bất lực, cô đây là gặp phải chuyện gì rồi nên mới nổi cáu với tôi đúng không, tôi vô tội mà. Dương Quan Quan khẽ hừ một tiếng và nói, anh đùn đẩy trách nhiệm thì anh vui rồi, nhưng mà công việc của công ty tiến triển không đủ nhanh, khiến cho Hướng Tổng nổi giận. Sau đó tôi là người gánh tội, anh nói tôi có nên giận hay không? Tề Đẳng Nhàn nói, nhưng tôi là ông chủ mà, có việc thì thư ký làm, không có việc thì làm thư ký. Tội này đương nhiên là cô phải gánh rồi. Véo chết anh. Dương Quan Quan nhe nanh múa vuốt, bộ dạng như muốn giết người. Hôm nay Tề Đẳng Nhàn nấu bữa tối, coi như là để đền bù cho thư ký Dương đã bận rộn đến tối mày tối mặt ở công ty trong những ngày này. Nhân tiện còn gọi cả ba người dạ ma, đồ phu và oán quỷ đến ăn cơm cùng, sau khi ăn cơm xong thì để bọn họ luyện tập cùng với Dương Quan Quan. Sau khi ăn ba trận đòn, tâm trạng của Dương Quan Quan lại trở nên tốt hơn, cô ấy phát hiện mình đã có thể đánh đến hơn 10 chiêu với đám người này rồi nên không khỏi vui mừng muốn chết. Điều này khiến cho Tề Đẳng Nhàn ở bên cạnh nhìn mà cảm thấy vô cùng kỳ lạ,
thầm nghĩ thư ký Dương liệu có phải là một người thích bị ngược hay không, cô ấy có sở thích này à? Nói đi cũng phải nói lại, chuyện Dương ra bên này cô định làm như thế nào? Tề Đẳng Nhàn hỏi. Cũng đã được một khoảng thời gian rồi kể từ lần trước lúc bọn họ gây rối trong tiệc đính hôn của Dương Tĩnh, sau khi Dương ra hắt nước bẩn vào người Dương Quan Quan thì cũng không có động tĩnh gì nữa. Dương Tĩnh vô cùng mong đợi việc đám người Diệp Phi Lưu sẽ đánh trừ Tề Đẳng Nhàn khỏi kỳ sát hạch, ai mà ngờ được toàn bộ bốn giám khảo đều đã tiêu đời và trở thành bốn tên vô dụng, ngược lại còn hành Triệu gia đau muốn chết. Dương Quan Quan nói, hôm qua tôi đã đi thăm ông nội, ông ấy đã không còn nhận ra tôi nữa rồi, hơn nữa còn thường xuyên rơi vào hôn mê, đoán chừng cũng không gắng gượng được bao lâu nữa đâu. Tề Đẳng Nhàn nghe vậy thì cau mày và nói, không phải lần trước ông ấy còn rất có sức sống hay sao, nhanh như thế mà đã không ổn rồi à? Dương Quan Quan nói, sức khỏe của người già là như thế đấy, hết cách rồi. Vậy nên việc mà tôi có thể làm được trước mắt chính là đợi đến ngày ông ấy mất rồi đi tiễn ông ấy. Sau đó lấy được phần tài sản mà ông ấy cho tôi một cách chắc chắn. Nếu như Dương gia ngoan ngoãn và không nhúng tay vào thì tôi sao cũng được, nhưng nếu bọn họ không ngoan ngoãn thì tôi chỉ có thể cân nhắc đến việc dùng biện pháp khá là thô bạo để giải quyết mà thôi. Tề Đẳng Nhàn cười nói, biện pháp thô bạo, cô làm thế nào, chẳng lẽ cô còn có thể giết người hay sao? Dương Quan Quan cũng nhất thời bối rối, nói là dùng biện pháp thô bạo để giải quyết nhưng cô ấy cũng không rõ rốt cuộc là thô bạo như thế nào. Tề Đẳng Nhàn nói, cô phải nhắm thẳng mũi dùi vào Dương Tĩnh, cậu ta chính là người đứng đầu của Dương gia. Nếu như cậu ta bị cô đánh gục thì toàn bộ Dương gia cũng không còn gì để nói nữa rồi. Dương Quan Quan ngay lập tức hiểu ra, cô ấy khẽ gật đầu và nói, anh nói không sai. Dương Tĩnh là người xuất sắc nhất trong thế hệ này của Dương gia và người sẽ tiếp quản toàn bộ Dương gia trong tương lai. Nếu như tôi giẫm cậu ta dưới chân, vậy thì sau này Dương gia cũng sẽ không có mặt mũi và không có gan để nhắm vào tôi nữa. Mặc dù lần trước Tề Đẳng Nhàn đã làm loạn tiệc đính hôn của Dương Tĩnh, hành động của Dương Phỉ Phỉ càng khiến cho cả nhà Dương gia phải muối mặt, nhưng đối với Dương gia mà nói thì đây vẫn không phải là vết thương nặng. Bởi vì từ đầu đến cuối Dương Tĩnh vẫn chưa từng ra tay. Người của Dương gia và cả người ủng hộ Dương gia đều đang chờ đợi lần ra tay này của Dương Tĩnh. Hai người đang nói chuyện thì bỗng vang lên tiếng gõ cửa. Dương Quan Quan đi đến mở cửa ra và bất chợt ngẩn người một lát, người đến vậy mà lại là Tiết Chân, người đứng đầu Tiết gia. Tiết Chân vẻ mặt tươi cười, trong tay mang theo quà tặng, anh ta nói, cô Dương, xin chào, tôi là Tiết Chân. Tôi đến là để thăm hỏi hai người. Dương Quan Quan tránh đường, mời anh ta vào nhà và nói, anh Tiết, hình như chúng ta không quen biết mà nhỉ. Tề Đẳng Nhàn cũng cảm thấy có hơi kỳ lạ, lần trước Tiết Chân đã từng xuất hiện ở trong tiệc đính hôn của Dương Tĩnh, cơ mà không phải đến để giúp người bị đánh là Tiết Quý tìm lại mặt mũi mà là đến để bắt Tiết Quý nhân nhượng cho xong chuyện. Ha, anh Tề cũng ở đây à? Sau khi nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn, Tiết Chân vội vàng chắp tay. Xin chào, Tề Đẳng Nhàn khẽ gật đầu. Tiết Chân cười nói, thực ra tôi đến đây cũng không có chuyện gì cả, chỉ là muốn xin lỗi về hiểu lầm lần trước, nhân tiện làm quen một chút mà thôi. Phải biết rằng Tiết Chân cũng là nhân vật hàng đầu có tiếng tăm lẫy lừng ở Thượng Hải, anh ta sẽ không dễ dàng đích thân đi thăm hỏi người khác như vậy, bình thường đều là người khác tới thăm hỏi anh ta. Tiết Chân giống như thực sự chỉ là đến làm quen thôi vậy. Sau khi tán gẫu vài câu và trao đổi danh thiếp với Tề Đẳng Nhàn, anh ta bèn đứng dậy chào tạm biệt. Người này thật kỳ lạ, cảm giác như là muốn gây sự vậy. Dương Quan Quan không nhịn được mà nói. Nếu như anh ta đã bày tỏ thiện ý thì chúng ta cứ đón nhận là được rồi. Tiết gia vốn không hòa thuận với Dương gia, có lẽ là anh ta cảm thấy sự xuất hiện của cô có thể lay động địa vị của Dương gia nên muốn qua lại một chút mà thôi. Tề Đẳng Nhàn ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Dương Quan Quan khẽ gật đầu và cũng không suy nghĩ nhiều làm gì nữa, đối với cô ấy mà nói, ở Thượng Hải này mà quen biết thêm vài người giống như Tiết Chân thì chỉ có lợi chứ không có hại. Đang cười nói với Dương Quan Quan thì Tề Đẳng Nhàn nhận được điện thoại của Ngọc Tiểu Long. Chuẩn bị hành động, chúng ta gặp nhau ở miệng cá sấu. Ngọc Tiểu Long trầm giọng nói. Tôi đến ngay đây, vẻ mặt Tề Đẳng Nhàn bỗng trở nên nghiêm túc, hắn nói. Dương Quan Quan không nhịn được mà nói, có chuyện gì nguy hiểm à?
Tề Đẳng Nhàn nói, người gặp nguy hiểm không phải tôi mà là người khác. Dương Quan Quan chỉ có thể thở dài và nói, cẩn thận một chút, tôi đợi anh về. Tề Đẳng Nhàn cười cười, đi vào phòng thay sang một bộ quần áo thể thao rồi đi đến miệng cá sấu. Tề Đẳng Nhàn gọi thêm cả ba người đồ phu, dạ ma và oán quỷ cùng đi đến miệng cá sấu để gặp Ngọc Tiểu Long. Sau khi dựa theo chỉ thị của Ngọc Tiểu Long để đi đến một nơi hẻo lánh nào đó trong miệng cá sấu, Tề Đẳng Nhàn rất nhanh đã nhìn thấy người. Nói thế nào, Tề Đẳng Nhàn đi lên phía trước và mở miệng hỏi. Sau khi nhìn thấy ba người ở bên cạnh hắn, Ngọc Tiểu Long ngẩn người, cô ấy nói, sao anh lại dẫn cả mấy người này đến thế? Tề Đẳng Nhàn cười nhe răng trợn mắt và nói, tiểu đội Điềm Gở à, tôi muốn tiêu diệt hết bọn chúng, khiến cho Triệu gia đau đớn một trận. Ngọc Liễu Long lại lắc đầu và nói, không được, tiểu đội Điềm Gở là tiểu đội mà nhà nước đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết để bồi dưỡng nên, nếu làm như vậy thì sẽ là một tổn thất rất lớn. Tề Đẳng Nhàn nói, nếu như bọn họ đã làm việc dưới trướng Triệu gia thì nhất định phải diệt trừ, tôi không cần biết ai đã bồi dưỡng ra bọn họ. Dám cản đường của tôi thì tôi sẽ giết hết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đồ phu ở bên cạnh nói, Ngọc tướng lĩnh, ai cũng nói cô không thua kém gì đàn ông, thế nhưng dù sao cô cũng là phụ nữ, cô quá là mềm lòng nương tay rồi. Nếu như cô không thể ra tay thì cứ để tôi giết là được rồi, trên lưng tôi đã gánh hàng vạn mạng người tôi không quan tâm việc gánh thêm vài cái mạng nữa đâu. Lời của đồ phu cũng không phải là nói ngoa. Dù sao thì anh ta cũng từng là tên đại ác nhân đã giết chết mấy vạn tù binh. Tề Đẳng Nhàn, anh không thể làm việc một cách quá tùy ý như vậy được. Ngọc Tiểu Long không thèm để ý đến đồ phu mà lại nói với Tề Đẳng Nhàn bằng giọng nghiêm túc. Tề Đẳng Nhàn đã sớm nghĩ đến việc sau khi Ngọc Tiểu Long biết được ý định này của hắn thì quá nửa là sẽ không đồng ý. Vậy nên hắn hoàn toàn không nói trước với Ngọc Tiểu Long mà đã tự mình âm thầm hành động và lôi người đến đây rồi. Oán quỷ nói với Ngọc Tiểu Long, xin chào Ngọc tướng lĩnh, chúng tôi tiêu diệt thân xác của đám người đó cũng là chuyện tốt mà, có thể giúp bọn họ sớm ngày rời khỏi thế giới ngũ trược này và sớm ngày đi đến Tây Phương Cực Lạc, đây là siêu độ mà. Khóe miệng Ngọc Tiểu Long khẽ giật, cô ấy nhìn oán quỷ và nói, anh lại là ai nữa? Biệt danh là oán quỷ, tu sĩ của chùa Thảo Trĩ năm đó, có lẽ cô ít nhiều cũng biết một chút. Tề Đẳng Nhàn thản nhiên nói. Vẻ mặt của Ngọc Tiểu Long có hơi trầm xuống. Tề Đẳng Nhàn nói, nhất định phải tiêu diệt toàn bộ tiểu đội Điềm Gở, chính bởi vì bồi dưỡng ra bọn họ không hề dễ dàng cho nên bọn họ mới càng phải chết. Bọn họ chết ở đây, Triệu gia mới đau đớn, Phó lão mới có thể mượn cơ hội này để phản kích lại được. Ngọc Tiểu Long hít vào một hơi thật sâu và nói, đương nhiên là tôi biết chuyện đó, nhưng điều mà tôi suy nghĩ nhiều hơn là, vốn dĩ chúng ta phải làm chuyện này trong bí mật mà. Nếu như giết sạch bọn họ rồi, một khi sự việc bị bại lộ thì chúng ta sẽ không có cơ hội để quay đầu đâu, anh có biết điều đó không? Tề Đẳng Nhàn mỉm cười và nói, đương nhiên là tôi đã từng nghĩ đến điều đó, rất có khả năng chúng ta sẽ bị chụp cho cái mũ là quân bán nước. Nhưng mà chuyện nên làm thì vẫn phải làm thôi. Chính vào lúc này, có một giọng nói truyền đến. Ngọc tướng lĩnh, nên giết thì cứ giết đi, bây giờ không phải là lúc để mềm lòng nương tay đâu. Tề Đẳng Nhàn nhìn thấy có một người đàn ông trẻ tuổi, toàn thân nhếch nhác đi ra từ phía sau bức tường. Người đàn ông đẹp trai dạng người, gương mặt có vài nét tương đồng với Trần Ngư. Rõ ràng anh ta chính là Trần Liệt. Tề Đẳng Nhàn nói với giọng bất ngờ, cô đã cứu được người ra rồi à? Ngọc Tiểu Long lạnh lùng nói, phải, nhưng có thể đưa anh ta rời đi an toàn hay không thì còn phải xem tiếp theo đây chúng ta sẽ làm như thế nào nữa. Trần Liệt ho khan hai tiếng, trong mũi có máu tươi chảy ra, rõ ràng là trước khi được Ngọc Tiểu Long giải cứu thì anh ta đã phải chịu sự đối xử không mấy đàng hoàng. Sở dĩ chúng ta có thể đứng cùng một chỗ chính là bởi vì chúng ta có cùng chung một kẻ địch, nếu như kẻ địch đã đem một cơ hội tốt để làm đau bọn chúng đến ngay trước mắt chúng ta thì tại sao chúng ta lại không tận dụng nó chứ? Trần Liệt nói với Ngọc Tiểu Long. Ngọc Tiểu Long không nói gì nữa. Hiển nhiên là đã ngầm đồng ý với suy nghĩ của Tề Đẳng Nhàn. Cô ấy đi ở phía trước để dẫn đường, sau khi đi được vài bước, cô ấy nói, lòng tham của anh quá lớn, đừng có nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy, bọn họ đều là những người tinh nhuệ nhất trong số tinh nhuệ đấy.
Sau khi nói xong lời này, khi đi tới trước mặt một chiếc container được che lại bằng vải chống thấm, cô ấy móc chìa khóa ra và mở chiếc container ra. Tề Đẳng Nhàn nhìn kỹ một cái, ở bên trong đó toàn là những trang bị tinh vi. Đây đều là hàng của Đức cả đấy, hơn nữa còn có được thông qua con đường không bình thường, cứ yên tâm mà dùng. Ngọc Tiểu Long lạnh lùng nói, cô ấy đi vào đầu tiên, lấy một cái áo chống đạn lên rồi bắt đầu mặc lên người. Dạ Ma nói với giọng khinh thường, ông đây không mặc mấy cái thứ đồ chơi đó đâu, kẻ nhát gan mới mặc nó thôi. Đồ Phu lại nói với giọng chế nhạo, chỉ có kẻ ngốc chưa từng ra chiến trường mới nói ra những lời như vậy thôi. Cậu không mặc thì chờ bị bắn chết là được rồi. Sau khi nói xong lời này, anh ta cũng cầm lấy một cái áo chống đạn cỡ lớn và mặc lên người mình, cơ mà bởi vì dáng người quá mức mập mạp nên khó tránh khỏi trông có hơi buồn cười và kỳ quặc. Dạ Ma khoanh hai tay lại, cười khẩy với vẻ khinh thường và quay đầu sang một bên. Nhưng lại nhìn thấy cái tên oán quỷ cũng đang ngoan ngoãn mặc áo chống đạn vào, lại còn chọn một chiếc mũ sắt vô cùng kín đáo, cả cái mũ được phủ kín bằng sắt thép, chỉ có chỗ trước mắt là có một tấm kính chống đạn, trông có hơi giống với đồ dùng của thợ hàn. Lại là một tên nhát gan, Dạ Ma lại khinh thường thêm lần nữa và lại quay đầu sang hướng khác. Lần này, anh ta lại nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn đã cởi áo ngoài ra và mặc chiếc áo di lê chống đạn bằng gốm lên người. Sau đó buộc chiếc nẹp bảo vệ chân vào và lúc này còn đang với tay ra để lấy chiếc mũ sắt chống đạn nữa. Tề Đẳng Nhàn vỗ vỗ chiếc mũ chống đạn và cười nói, cái này tốt này, không cần phải cải trang nữa, người khác hoàn toàn không nhìn thấy mặt chúng ta. Sau khi nói xong lời này, hắn trực tiếp đội chiếc mũ lên đầu và nói, có hơi nặng nha, nhưng mà thôi không sao hết. Dạ Ma hoàn toàn chết lặng, không bao lâu sau, mọi người xung quanh đều đã hoàn tất việc trang bị rồi. Xuất phát thôi, mục tiêu của chúng ta là căn cứ bí mật ở trong núi, sau khi đến được đó thì sẽ có người đến tiếp ứng. Ngọc Tiểu Long đưa tay ra chỉ vào bản đồ và nói. Mọi người đều đến xem một chút và nhao nhao gật đầu. Đang chuẩn bị xuất phát thì Dạ Ma mới kêu lên, chờ đã. Đồ Phu quay đầu lại và mắng, đồ ngốc, cậu có chuyện gì? À, tôi thay trang bị cái đã. Dạ Ma vội vàng nói. Sau đó bắt đầu luống cuống mặc mấy thứ đồ bảo hộ như áo chống đạn lên người. Tề Đẳng Nhàn nói với giọng bất ngờ, ấy, không phải mấy tên nhát gan mới mặc mấy thứ này hay sao? Đàn ông chân chính thì làm gì cần áo chống đạn chứ? Dạ Ma ngượng ngùng cười nói đùa thôi mà. Anh ta nhìn thấy người như Tề Đẳng Nhàn cũng bọc lấy mình thật chặt để sẵn sàng đón địch thì đã ngay lập tức ý thức được việc e rằng đây không phải là một mối nguy hiểm thông thường. Đồ Phu là quân phiệt và đã từng ra chiến trường, đương nhiên là rất rõ về việc ở trong mưa bom bão đạn sẽ nguy hiểm đến như thế nào, cho dù võ công có cao hơn nữa thì chỉ một viên đạn lạc cũng có thể khiến cho họ mất mạng. Nhất định phải chú ý, đặc biệt là hai người chúng ta, không được để lại bất cứ dấu vết gì, cho dù có chảy máu thì cũng phải nuốt ngược lại vào trong bụng cho tôi. Ngọc Tiểu Long nói với Tề Đẳng Nhàn bằng giọng nghiêm túc. Hiểu rồi, Tề Đẳng Nhàn uể oải đáp lại một tiếng. Trần Liệt ở bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng này thì trong lòng cũng có chút sợ hãi, anh ta nói, chư vị, cái mạng chó này của tôi nhờ cả vào mọi người rồi. Tề Đẳng Nhàn gật đầu với anh ta và nói, cậu chuẩn bị báo đáp tôi như thế nào đây? Trần Liệt ngây người. Tề Đẳng Nhàn cười, vỗ vỗ vào chiếc mũ sắt của anh ta và nói, quay về nhớ bảo Trần Ngư gửi vài tấm ảnh tự sướng cho tôi. Trần Liệt trực tiếp cạn lời, đây là người gì chứ? Đoàn người có thể nói là trang bị đến tận răng rồi ngay lập tức xuất phát. Trước khi đi, Ngọc Tiểu Long giật hai quả lựu đạn rồi ném thẳng vào bên trong container, cùng với hai tiếng nổ đoàng đoàng và sự bốc cháy dữ dội, tất cả mọi thứ đều biến thành tro bụi. Ánh mắt Tề Đẳng Nhàn vô cùng kỳ lạ, xem ra cô gái này đã không ít lần làm chuyện như thế này rồi. Từ bến cảng nhỏ ở bên cạnh miệng cá sấu, bọn họ ngồi lên một chiếc du thuyền và đi ngược dòng nước. Khoảng hơn một giờ sau thì dừng thuyền và cập bờ. Dưới sự chỉ huy của Ngọc Tiểu Long, mấy người họ đi vào sâu trong núi. Suốt dọc đường đi đều vô cùng thuận lợi và không hề gặp phải trở ngại gì. Con đường tiếp theo đây nhất định phải cẩn thận. Ngọc Tiểu Long nói với Tề Đẳng Nhàn, Triệu gia biết nhất định sẽ có người đến cứu Trần Liệt và có lẽ cũng biết được con đường để rút lui, vậy nên giữa đường chắc chắn sẽ có mai phục.
Đây là một ván cờ à? Bọn chúng để cho chúng ta cứu Trần Liệt ra một cách nhẹ nhàng, trên thực tế là muốn giết chết chúng ta trên đường rút lui. Tề Đẳng Nhàn hỏi với vẻ trầm ngâm suy nghĩ. Cái này tôi cũng không rõ lắm, tôi chỉ cần biết phải hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Ngọc Tiểu Long trả lời rồi đưa tay ra gõ gõ vào chiếc mũ sắt của mình, cảnh giác một chút đi, vào trong núi rồi. Cô cũng nhanh nhẹn đấy. Tề Đẳng Nhàn cười ha ha một tiếng. Hắn nhìn thì có vẻ rất ung dung, nhưng trên thực tế, thị giác và thính giác của hắn đều đã hoạt động đến mức cực hạn rồi, đôi mắt đảo khắp xung quanh, đôi tai thỉnh thoảng lại rung lên vài lần, vô cùng cảnh giác. Sau khi đi bộ khoảng nửa giờ, Trần Liệt đã mệt đến thở hổn hển, nhưng cũng may là anh ta có thói quen duy trì việc tập thể dục, cộng thêm việc anh ta biết rằng đây là thời điểm quan trọng để quyết định xem anh ta có thể thoát khỏi nguy hiểm hay không, vậy nên anh ta đã nghiến răng và tiếp tục kiên trì. Lúc này, cơ thể mập mạp của Đồ Phu đã trở nên rất linh hoạt, anh ta khẽ giọng nói, nhị đương gia, tôi cứ cảm thấy có gì đó không đúng. Tề Đẳng Nhàn nói ít thôi. Đi tiếp về phía trước chính là rừng cây càng thêm rậm rạp, địa hình thì lại trở nên bằng phẳng hơn rất nhiều, nơi này, ngay cả ánh trăng cũng khó mà lọt vào được. Bùm! Chính vào lúc này, cùng với một tiếng vang thật lớn, một tia pháo sáng bay thẳng lên trời, khu vực xung quanh ngay lập tức được chiếu sáng, trên bầu trời tối tăm giống như được treo lên một mặt trời lơ lửng vậy. Chiếc mũ sắt của Ngọc Tiểu Long khẽ động vài cái, sau đó cô ấy khẽ giọng quát lên, đến rồi. Lúc này cô ấy đang nói chuyện bằng tiếng nước ngoài, hơn nữa giọng nói cũng trở nên xa lạ, rõ ràng là cô ấy không muốn mọi người nhận ra được giọng nói của mình. Đây cũng là chuyện mà mọi người đã hẹn sẵn từ trước. Khi đang chiến đấu, bọn họ sẽ dùng tiếng nước ngoài để giao tiếp với nhau, tránh để lại bất cứ manh mối gì. Bóng dáng của mấy người họ hiện ra trần trụi và không thể che giấu dưới sự chiếu rọi của chiếc pháo sáng này. Lúc này, Tề Đẳng Nhàn bỗng cảm thấy sởm gai ốc, dịch mật đang nhanh chóng tiết ra, dopamine cũng đang nhanh chóng sinh sôi, cả người bỗng cảm thấy hồi hộp và hưng phấn đến cực điểm. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt ngay lập tức bao trùm lấy bọn họ. Ngay cả Trần Liệt cũng có một cảm giác kỳ diệu như thể ngàn cân treo sợi tóc vậy, dường như giây tiếp theo bản thân mình sẽ bị bắn chết bất cứ lúc nào. Soạt. Tề Đẳng Nhàn đột nhiên vươn tay ra, mạnh mẽ nắm lấy cổ áo chống đạn của Trần Liệt, nhấc cả người anh ta lên như một con gà con và tránh sang bên trái. Ngọc Tiểu Long cũng không hề do dự mà cúi người xuống và tránh sang bên phải. Phản ứng và tốc độ của ba người Đồ Phu, Dạ Ma và Oán Quỷ đều vô cùng nhanh, ai nấy đều nhanh chóng tránh đi. Đoàng. Một quả lựu đạn súng trường rơi xuống chỗ bọn họ vừa đứng, xốc lên một lượng lớn đá vụn và đất sét, nổ ra một đám khói mù, sau đó là hơi nóng sau vụ nổ đập thẳng vào mặt. Trong lúc Tề Đẳng Nhàn tránh ra khoảng 7-8 mét, hắn nhấc Trần Liệt lên, quăng một cái và ném anh ta bay ra ngoài như chơi trò ném đĩa vậy. Cơ thể của Trần Liệt thoát khỏi phạm vi bao phủ của pháo sáng, mạnh mẽ nện vào một thân cây đại thụ và đụng đến hoa mắt chóng mặt, nếu không phải đã được trang bị đến tận răng thì e là anh ta đã lập tức gãy xương rồi. À, với cái thái độ này mà còn muốn ảnh tự sướng của chị tôi à? Trần Liệt đau đến buồn nôn, nhịn không được mà chửi mắng 18 đời tổ tông của Tề Đẳng Nhàn trong lòng. Nhưng ngay sau đó, anh ta đã nhìn thấy lại thêm một quả lựu đạn súng trường nữa nổ tung ở ngay bên cạnh Tề Đẳng Nhàn. Gần như là cùng lúc với vụ nổ, cơ thể của Tề Đẳng Nhàn rơi xuống dưới rồi nhanh chóng bỏ đi như một con nhện nước. Sau khi quả lựu đạn súng trường này nổ tung, một lượng lớn đá vụn và đất sét bay ra tứ tung, một mùi thuốc súng gây mũi lan ra mù mịt, nhưng điều đáng sợ hơn là các mảnh đạn bắn ra sau khi lựu đạn phát nổ đã đâm vào cây cối và phát ra những tiếng rầm 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 cực lớn. Tề Đẳng Nhàn chỉ cảm thấy da đầu mình tê dại, sự hưng phấn và căng thẳng toàn thân dường như không chịu sự khống chế của cảm xúc nữa, từ trong uy lực của vụ nổ này, hắn cảm nhận được một sức mạnh mà sức người không thể nào sánh bằng. Trong lúc hắn bỏ ra ngoài, mấy quả lựu đạn súng trường vẫn lần lượt nổ tung ở sau lưng hắn, ánh lửa gần như nhấn chìm bóng hình của hắn. Sau đó, hắn nghe thấy trên đầu mình truyền đến những tiếng bụp 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 trầm đục, khiến cho đầu óc hắn đều có chút tê dại. Còn nữa, trên áo chống đạn của hắn cũng truyền đến từng đợt cảm giác đau đớn do va chạm, khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Đây đúng là chiến tranh hiện đại mà, ở trước mặt chiến tranh hiện đại,
sức người đúng thật là quá nhỏ bé. Ý nghĩ này xẹt qua trong đầu hắn như một tia chớp, hắn xoay người một cái và lại tránh ra xa khoảng 5-6 mét. Vừa mới thở ra một hơi, hắn bèn không nhịn được mà đưa tay sờ sờ chiếc mũ sắt của mình, trên chiếc mũ sắt rắn chắc đã có những cái lỗ dày đặc, còn có một ít mảnh đạn vẫn còn đang cắm ở phía trên, suýt chút nữa đã khiến cho bàn tay của hắn bị thương. Cũng may là đã trang bị kỹ càng, nếu không thì dù võ công có lợi hại hơn gấp 10 lần thì cũng chẳng thấm vào đâu mất thôi. Người có cùng cảm giác đó còn có dạ ma nữa, anh ta cảm thấy may mắn vì cuối cùng mình đã mặc áo chống đạn vào, nếu không thì bây giờ anh ta đã tuyên bố tử trận rồi. Đồ phu mặt đầy hưng phấn, anh ta mạnh mẽ vỗ vào chiếc mũ sắt của dạ ma và nói, khỉ ốm, con mẹ nó không phải cậu nói kẻ nhát gan mới mặc đồ bảo hộ hay sao? Bây giờ cậu cởi ra mau đi, tôi tôn cậu lên làm đấng hảo hán. Dạ ma nhìn không được mà mắng, cởi thằng bố cậu ấy, đồ béo ú chết tiệt, cậu đã từng ra chiến trường thì cậu ghê gớm lắm à? Lát nữa chúng ta thi xem ai mới là người giết được nhiều hơn. Đồ phu hung hăng liếm khóe môi của mình và nói với giọng hưng phấn, con mẹ nó đây mới là cực phẩm tinh nhuệ này, sau khi định vị chúng ta bằng một viên pháo sáng thì đã ngay lập tức bao trùm lấy chúng ta bằng lựu đạn. Dạ ma trợn mắt và nói với vẻ tức giận, tinh nhuệ cái gì mà tinh nhuệ? Ông đây chuyên đánh quân tinh nhuệ đó. Đồ phu nói, tìm cách xử bọn họ chứ. Đương nhiên. Dạ ma vẫy tay một cái và mạnh mẽ cụng tay với đồ phu. Tiếp theo phải làm gì đây? Oán quỷ chưa từng thấy qua cảnh tượng như thế này, anh ta hỏi với giọng có hơi bế tắc. Đây là dã chiến, vũ khí và đạn dược mang theo chắc chắn không có nhiều đâu, chờ đạn bắn hết là được. Đồ phu nở nụ cười ác độc, cảm thấy dường như mình đã trở về mười mấy năm trước rồi vậy, cả người hưng phấn đến không chịu nổi. Dạ ma liên tục mắng chửi, anh ta rút súng lục ra và bắn mấy phát vào trong rừng rậm tối tăm nơi truyền đến tiếng súng. Kết quả, khi chỉ mới bắn đến phát thứ tư, một loạt đạn đã bắn trúng vào tảng đá ở bên cạnh anh ta, đá vụn văng ra, đập vào chiếc mũ sắt của anh ta và bắn ra tia lửa. Khiến cho dạ ma sợ đến run rẩy và trực tiếp co rụt lại. Đồ ngốc, đừng có bắn trả lung tung, vũ khí của chúng ta không bằng bọn họ, nhắm chuẩn cơ hội rồi hắng nổ súng. Đồ phu nói. Trong lòng dạ ma rất mất cân bằng, không phải chỉ là làm quân phiệt vài năm thôi sao, ở trước mặt mình cua tay múa chân cái gì chứ, thật đúng là làm cho người ta khó chịu mà. Có điều, anh ta biết rất rõ rằng lúc này mình phải nghe theo lời của cái tên có kinh nghiệm như đồ phu này. Chiến trường không phải nơi ẩn nấp và ám sát, cũng không phải nơi so chiêu một chọi một với cao thủ mà là nơi mưa bom bão đạn, nếu không cẩn thận thì sẽ phải nuốt hận tại chỗ, huống chi người mà bọn họ phải đối mặt chính là những người tinh nhuệ nhất trong số tinh nhuệ, là tiểu đội điềm gở mà nhà nước đã tốn vô số tâm huyết để bồi dưỡng ra. Tiếng súng dần dần yếu đi rất nhiều. Cũng không còn nghe thấy tiếng nổ của lựu đạn nữa, hiển nhiên, hỏa lực mà đối phương mang theo cũng không phải là quá nhiều. Ngọc Tiểu Long hít vào một hơi thật sâu, trong mũi ngập tràn mùi khói thuốc súng của chiến trường, cô ấy thắt chặt chiếc mũ sắt đã lởm chởm của mình và trầm giọng nói, nhất định phải bảo vệ tốt Trần Liệt. Tề Đảng Nhàn đã đang bảo vệ ở bên cạnh Trần Liệt rồi, bàn tay tóm lấy chiếc thắt lưng chiến thuật, nắm lấy một khẩu súng ngắn có hình thù quái dị rồi giơ tay bắn lên không trung. Bùm! Pháo sáng bị bắn lên không trung và nổ tung, ngay lập tức chiếu rọi môi trường tối tăm ở xung quanh. Hắn dương mắt nhìn lên, chỉ thấy dưới ánh sáng lờ mờ hiện lên những bóng dáng màu đen, ai nấy đều che mặt, đội mũ sắt, trang bị đầy đủ. Mỗi người trong số họ đều mang đến một cảm giác rất nặng nề, trong ánh mắt chỉ lộ ra một loại sát khí và thờ ơ. Đây chính là tiểu đội điềm gở trong truyền thuyết. Là tiểu đội điềm gở mà ngay cả Ngọc Tiểu Long cũng không tiếc lời khen ngợi. Tề Đảng Nhàn nheo mắt lại, nhìn quanh một lượt và đã nhìn thấy rõ hết được môi trường ở xung quanh rồi. Tiểu đội này tổng cộng có hơn 30 người, cứ hai người lại tạo thành một phân đội nhỏ, bọn họ vô cùng ăn ý với nhau, ngay cả bước đi cũng cùng nhịp độ và vô cùng ăn khớp với nhau. Tề Đảng Nhàn đột nhiên cảm nhận được gì đó, hắn bịt tai nghe của mình lại và trầm giọng nói, không đúng. Không phải tất cả những người này đều là lính của tiểu đội điềm gở, trong số đó còn có bậc thầy võ học nữa, mọi người chú ý một chút. Hắn có thể nghe thấy rõ rằng tiếng bước chân của một số người lính khá là nhẹ, trong khi một số người thì lại khá là nặng.
người có bước chân nhẹ nhàng rõ ràng là người đã luyện nhiều bát quái trưởng, cho nên dáng đi rất uyển chuyển, mũi chân theo bản năng có hơi hướng vào bên trong. Người có bước chân nặng nề thì lại là người đã quen với việc dậm mạnh xuống đất của bát cực quyền, mỗi khi bước đi đều sẽ sử dụng sức mạnh của hông và cột sống nên trông có vẻ hơi nặng nề. Xiết tạm hai người thử xem, Tề Đẳng Nhàn nói một tiếng rồi là người đầu tiên ra tay. Từ trong miệng của hắn phát ra một tiếng hổ gầm, giống như tiếng hổ gầm trong núi, cả người gục xuống rồi lại gồng lên giống như một con hổ dữ đang đi xuống núi vậy. Hắn đi về hướng Tây, đây là nơi có hai tên lính của tiểu đội Điềm Gở ở gần chỗ hắn nhất, cách khoảng hơn 20 mét. Chỉ thấy đôi chân của Tề Đẳng Nhàn lao đi như móng ngựa, tốc độ cả người nhanh đến cùng cực, dưới sự chiếu rọi của pháo sáng, hắn lao ra như một vạch đen. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã đến được trước mặt hai người này, hắn ngay lập tức thay đổi tư thế, một chiêu phách quyền đập thẳng vào đầu của tên lính bên trái. Tên lính bên trái cũng phản ứng cực nhanh, anh ta khẽ lui về phía sau nửa bước, tay phải không biết từ lúc nào đã có thêm một chiếc lưỡi lê M9, sau khi xoay một vòng trong tay thì đâm thẳng về phía trái tim của Tề Đẳng Nhàn, động tác không có một chút dư thừa mà chỉ có tốc độ. Một tốc độ nhanh đến cực hạn. Trong lúc Tề Đẳng Nhàn đánh ra một cú đó, tên lính bên phải đã tránh sang bên cạnh, tay trái tay phải thò ra phía sau lưng, hai con dao găm lưỡi xoắn xuất hiện ở trong tay, lóe lên ánh sáng lạnh và đâm thẳng về phía eo hắn. Nếu như là người bình thường đối diện với thế đánh gọng kìm như vậy thì chắc chắn sẽ rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nhưng dù sao thì Tề Đẳng Nhàn cũng là nhân vật thuộc cấp độ bậc thầy, sức mạnh thể chất của hắn là không thể tưởng tượng được. Sau khi đánh một chưởng không trúng, bàn tay của hắn đã biến thành móng vuốt của đại bàng, hắn túm lấy bàn tay đang cầm lưỡi lê của tên lính bên trái và bóp mạnh một cái, sau đó chân phải dẫm về phía trước một cái. Rắc rắc! Một chiêu sư tử dẫm bóng đá thẳng vào gióng chân của tên lính bên trái, ngay lập tức bẻ gãy xương ống chân của đối phương. Nhưng hàng lông mày giấu ở dưới chiếc mũ sắt của tên lính này lại chỉ hơi nhíu lại một chút, trong lúc cơ thể ngã xuống, một bàn tay khác móc ra một khẩu súng lục và nhắm thẳng vào ngực hắn. Xoạt! Cơ thể của Tề Đẳng Nhàn cúi xuống một cách cường điệu, đồng thời tránh khỏi hai con dao lưỡi xoắn và cả đạn nữa. Tên lính đang ngã xuống đất lập tức giương họng súng lên và muốn giết hắn, nhưng bàn tay của Tề Đẳng Nhàn còn nhanh hơn tia chớp. Một đấm đánh thẳng vào chiếc áo chống đạn của tên chiến sĩ. Lực tác động của nắm đấm này giống như một viên đạn pháo vậy, khiến cho chiếc áo chống đạn bị lõm vào bên trong, trong lồng ngực của tên lính này phát ra tiếng xương gãy giòn vang. Con dao lưỡi xoắn trong tay tên lính bên phải lại lần nữa đánh đến, Tề Đẳng Nhàn lại thuận thế đá lên một cái, bụp một tiếng, đá cho xương chân của người này gãy ra từng khúc. Nhưng tên lính này lại không hề cảm thấy đau đớn chút nào. Con dao lưỡi xoắn vẫn không hề nghiêng lệch mà đâm vào chỗ hiểm, hơn nữa còn tương đối mạnh mẽ. Tề Đẳng Nhàn bỗng nhiên làm một chiêu ve sầu thoát xác, áo khoác trên người ngay lập tức bay ra, trùm xuống đầu tên lính và che mất tầm nhìn. Lúc này tên lính mới cảm thấy luống cuống, anh ta lắc đầu một cái và ném cái áo xuống, lại thấy khuỷu tay của Tề Đẳng Nhàn đã đang đập vào chiếc mũ sắt của mình. Bụp! Mũ sắt bị va chạm kịch liệt và ngay lập tức lõm xuống. Tên lính này bay khỏi mặt đất, cái đầu bên trong chiếc mũ bị đập đến máu thịt lẫn lộn, anh ta ngã lăn ra đất và không rõ sống chết. Tề Đẳng Nhàn còn chưa kịp ra tay thì bốn tên lính đã bỗng nhiên xông ra, trong tay đều là lưỡi lê, bốn người vây quanh và chia nhau ra đâm vào chỗ hiểm của hắn. Nhìn thì có vẻ Tề Đẳng Nhàn đã xử lý hai người kia một cách rất dễ dàng, nhưng trên thực tế, sức mạnh thể chất bộc phát vào lúc đó là vô cùng đáng sợ. Hơn nữa, sự nhanh nhẹn trong động tác của những tên lính này rõ ràng mạnh hơn người thường rất nhiều lần, sức mạnh của cơ bắp cũng rất kinh khủng, đối phó với bọn họ là điều vô cùng khó khăn. Lúc này, bóng dáng mập mạp của Đồ Phu lao đến từ bên sườn giống như một con gấu già vậy, bụp một tiếng đâm vào đám người, ngay lập tức khiến cho bọn họ người ngã ngựa đổ. Tề Đẳng Nhàn nhân lúc trọng tâm của những người này không ổn định mà liên tục quét chân và đá vào bắp chân của mấy người họ, bụp 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 bụp. Một chuỗi tiếng vang trầm thấp, chân trước vừa mới chạm đất, chân sau đã ngay lập tức đá lên hạ bộ. Đũng quần của những người này không có áo giáp bảo vệ, vậy nên lực đá vào đũng quần cũng có thể nhẹ hơn một chút, không tiêu hao quá nhiều thể lực. Cẩn thận một chút, mấy tên bậc thầy võ học còn chưa ra tay đâu. Lúc này,
Tề Đẳng Nhàn trầm giọng nói. Biết rồi, Đồ Phu đáp lại, cánh tay vung lên một cái, chặn đứng đường đi của hai tên lính, anh ta vặn người lại và đánh ra một chiêu gấu giả đánh cây. Lồng ngực của một tên lính đâm thẳng vào sau lưng của anh ta, mặc dù đã mặc áo chống đạn nhưng bên trong xương ngực vẫn phát ra một chuỗi tiếng xương gãy răng rắc, anh ta bay ngược ra ngoài, máu tươi thấm đẫm chiếc mặt nạ đen. Lúc này, dã ma cũng kêu lên một tiếng quái dị và lao vào chiến trường, chân phải nhấc lên và đạp một tên lính đang tới gần Đồ Phu bay ra ngoài, thừa dịp đối phương mất đi cân bằng, anh ta tiến thêm một bước, giơ chân lên cao và đá thẳng vào huyệt thái dương của người kia. Cái đồ đần độn này, Đồ Phu không khỏi thầm mắng. Chính vào lúc dạ ma giơ chân lên, bước chân của tên lính kia khẽ dừng lại, lưỡi lê trong tay đâm thẳng về phía đùi của anh ta. Lì đòn thế à, trong lòng dạ ma vô cùng hoảng sợ, anh ta muốn thu chân lại nhưng đã không kịp nữa rồi. Lúc này, Đồ Phu hít vai ném dạ ma bay ra ngoài và đón lấy tên lính kia, hai bàn tay mũm mĩm ngay lập tức đè lên lưng lưỡi lê. Mười ngón tay dùng sức đan vào nhau và lần lượt bắt lấy nó. Tên lính này lại là một kẻ hung hãn, cánh tay gân guốc vặn một cái, bộc phát một luồng sức mạnh đáng sợ và lại bắt đầu đấu sức với Đồ Phu. Đồ ngốc, cẩn thận, lúc này, oán quỷ quát lên một tiếng. Dạ ma chỉ cảm thấy sau gáy lạnh toát, anh ta ngay lập tức ngồi xổm xuống, vừa mới xoay người lại đã nhìn thấy một khuỷu tay vọt qua không trung. Còn chưa kịp phản ứng lại thì cánh tay của đối phương bỗng mềm nhũn ra rồi đột nhiên bắn lên như một cái roi, bốp một cái đánh vào mũ sắt của anh ta. Xoảng! Kính chống đạn trên mũ sắt bị cái tát này đánh cho vỡ vụn, cả người dạ ma lăn lông lốc ra ngoài, bị sức mạnh khủng khiếp làm cho máu mũi chảy ròng ròng. Điều này khiến cho trong lòng dạ ma vô cùng ớn lạnh, nắm đấm chỉ là viên đạn nhưng cùi chỏ thì lại là đạn pháo, nếu như cùi chỏ đó rơi vào sau đầu của anh ta. Vậy cho dù có mũ sắt chống đạn bảo vệ thì e rằng đầu của mình cũng đã bị đập nát rồi. Con bà nó, tiểu đội niềm gở này mạnh thế, ban nãy sao nhị đương ra lại giết được hai người trong nháy mắt thế? Dạ ma không khỏi chửi thề, anh ta không dám lơ là nữa mà đã nâng cao tinh thần lên gấp 20 lần để đối phó với tình hình hiện tại. Anh ta lộc cộc bò lên khỏi mặt đất và dứt khoát cởi mũ sắt ra. Thế nhưng do trên mặt anh ta đầy máu tươi nên đối phương cũng không nhìn rõ gương mặt thật sự của anh ta. Đồ nhãi con, ông đây chuẩn bị nghiêm túc rồi đây. Dạ ma cười gằn và nói. Trận chiến đã bắt đầu, Tề Đẳng Nhàn và những người khác đã lao vào chiến đấu với các tinh nhuệ của tiểu đội Điềm Gở, chỉ có Ngọc Tiểu Long là vẫn không động đậy. Bởi vì cô ấy cảm nhận được có một luồng sát khí đáng sợ đang khóa chặt trên người mình, khiến cho da đầu cô ấy tê dại. Da gà nổi khắp toàn thân, dịch mật cũng đang nhanh chóng tiết ra. Lá gan của mình có hơi tê tê, xem ra mình đã bị nhân vật lợi hại nào đó nhắm tới rồi. Ngọc Tiểu Long cẩn thận đứng đó, mặc dù không đứng ra đánh nhau nhưng lại đang ở trong trạng thái vô cực. Cô ấy để ý thấy rằng ở trên chiến trường kia, hai người Đồ Phu và Dạ Ma đã lâm vào khổ chiến, chỉ có oán quỷ là thong thả hơn một chút mà thôi. Bởi vì oán quỷ có một cơ thể lơ lửng. Anh ta thường bất thình lình đâm cho người khác một đao, không cần biết có phải đâm vào chỗ hiểm hay không, tóm lại chỉ là đơn giản nhẹ nhàng đâm cho một đao, sau khi đâm xong thì ngay lập tức trốn ra xa. Chỉ có Tề Đẳng Nhàn là trông có vẻ tương đối nhẹ nhàng, hắn giết người như đang chém dưa thái rau vậy, những tên lính bị nắm đấm và khuỷu tay của hắn đánh chúng về cơ bản đều không thể đứng lên nổi, những người bị chúng chiêu vào mũ sắt thì càng có kết cục khó coi hơn nữa, cả cái mũ sắt rách nát tả tơi. Dịch não chảy dòng ra ngoài từ khe hở. Có điều, những tên lính của tiểu đội Điềm Gở này cũng vô cùng hung hãn, khi thấy mình không phải là đối thủ và sắp mất mạng dưới cú đấm mạnh mẽ của hắn, bọn họ sẽ ngay lập tức rút chốt lựu đạn ra. Ngay cả Tề Đẳng Nhàn cũng có vài lần thoát chết trong gang tấc, trên áo chống đạn bốc lên khói xanh, trên mũ sắt cũng cắm đầy những mảnh đạn. Nhị đương ra, cứu mạng, Dạ Ma đột nhiên gào lên một tiếng. Anh bị ba tên lính làm cho thở không ra hơi, vừa mới đánh chết được tên lính đánh cho anh ta một cú kia thì lại ngay lập tức lâm vào khổ chiến. Ba người này vô cùng hung hãn, thế công sắc bén, lập tức khiến cho anh ta luống cuống tay chân. Hơn nữa, xung quanh chiến trường còn thỉnh thoảng sẽ có người bắn lén, điều này khiến cho độ khó của trận chiến tăng lên gấp 10 lần. Cho dù có là bậc thầy võ thuật lợi hại hơn nữa thì khi ở trong tình hình phức tạp và nguy hiểm như thế này,
chỉ cần hơi không để ý một chút thôi là sẽ bỏ mạng nơi hoàng tuyền ngay. Hai người Đồ Phu và Oán Quỷ cũng đang lâm vào khổ chiến giống thế nên hoàn toàn không thể cứu giúp được. Những tên lính này quá là khó đối phó, khả năng đánh trả vô cùng mạnh mẽ, mỗi một lần đánh đều cần tiêu hao rất nhiều năng lượng, hơn nữa, bọn họ cứ như không có cảm giác đau đớn vậy, cho dù có bị thương thì cũng sẽ nghĩ ra mọi biện pháp, dùng một vài thủ đoạn kỳ dị hoàn toàn chưa từng thấy qua để đạt được mục đích đồng quy vu tận. Tề Đẳng Nhàn đang định qua đó giúp đỡ thì lại cảm thấy ớn lạnh toàn thân. Mẹ nó, sớm biết vậy thì đã bảo cả Tham Lang và Tiếp Chi đến rồi. Hắn thầm mắng trong lòng và đột nhiên con người lại thành một quả bóng tròn. Cơ thể của hắn ngay lập tức nằm xuống đất, lưng dựa vào mặt đất, sống lưng cuộn lên và mang theo sức lực, sau đó bật ra ngoài như một quả bóng. Chỉ thấy cơ thể của Tề Đẳng Nhàn liên tục lăn tròn trên mặt đất và lộp bộp lăn ra ngoài. Một loạt đạn rơi xuống chỗ hắn vừa đứng như mưa to gió lớn, đó là khẩu tiểu liên P90 với tốc độ bắn cực nhanh, được thiết kế riêng để khắc chế những cao thủ võ học như hắn. Nhưng vẫn có một số viên đạn đã bắn trúng vào lưng và mũ sắt của hắn, may mắn là Ngọc Tiểu Long đã mua tất cả các sản phẩm tiên tiến nhất của Đức với tay nghề xuất sắc và công nghệ sản xuất hàng đầu, cộng thêm việc súng tiểu liên không uy lực bằng súng trường nên đã không xuyên thủng được áo và mũ chống đạn để tạo nên thương tổn nào đáng kể. Ong ong. Tề Đẳng Nhàn chỉ cảm thấy trong đầu mình như thể có 100 cái đồng hồ lớn đang dao động, khiến cho tủy não của hắn đều sắp bị rốc ra ngoài luôn rồi vậy. Dạ ma thấy thế thì không khỏi kêu khổ, cái tên nhị đương gia này muốn tìm chỗ chết à. Sớm biết tiểu đội điềm gở này khó đánh như vậy thì mình còn đến đây làm gì chứ? Quả thực còn tinh nhuệ hơn tiểu đội tinh nhuệ Alpha của Tuyết Quốc nữa. Tề Đẳng Nhàn chống tay phải xuống đất và nảy người lên. Trong đầu vẫn còn tiếng ong ong nhưng người thì đã đến gần dạ ma rồi. Hắn dậm mạnh xuống đất và lao đến ngay lập tức. Hu hu, nhị đương gia, tôi không bao giờ muốn tạo phản nữa đâu. Dạ ma nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn cho dù là lúc này cũng không quên giải vây cho mình thì cảm động đến suýt khóc. Một trong những tên lính đang bao vây dạ ma đột nhiên xoay người lại, lúc này Tề Đẳng Nhàn mới phát hiện, tên lính này có cơ thể cao lớn và cường tráng với chiều cao lên tới 1m9 mấy. Chu vi bắp tay ít nhất cũng phải hơn 40cm, hệt như một con gấu lớn vậy. Và lại, động tác của anh ta không hề vụng về mà nhanh và mạnh như sấm sét, anh ta chỉ dùng 3 cách đánh đơn giản là thẳng, vung, móc nhưng lại ra đòn dữ dội, mỗi một cú đấm đều như thể xé toạc không khí. Tề Đẳng Nhàn vừa đến nơi thì nắm đấm của tên lính này đã lao đến rồi, đó là một cú đấm thẳng rất hung hãn và mạnh mẽ. Bây giờ đầu óc Tề Đẳng Nhàn còn đang choáng váng, hoàn toàn không phát huy được sức lực, hắn lập tức đạp chân phải về phía trước, tay phải nhấc lên và đi vòng trong không trung, ghé sát vào nắm đấm của tên lính này rồi vặn một cái, cử động một cách khéo léo và ngay lập tức di chuyển sức mạnh của nắm đấm sang bên cạnh. Tên lính này đánh hụt một cái thì cũng không hề bất ngờ, anh ta dẫm xuống đất một cách hung hãn không gì sánh bằng, lắc lư bả vai và huých thẳng về phía lồng ngực của Tề Đẳng Nhàn. Mỗi một người trong tiểu đội điềm gở này đều là quân tinh nhuệ, nhưng có một số người còn có thực lực mạnh hơn nữa. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy sự dao động của tủy não đã dần ổn định trở lại và có lại một chút sức lực. Hắn đẩy ra một trường, vận dụng sự khéo léo để đỡ lấy xương bả vai của người này, vừa muốn biến thành móng vuốt để móc vào và móc nát toàn bộ xương bả vai của anh ta thì cơ thể của đối phương lại xoay ngược lại một cái, một chiêu quay ngược cùi chỏ nổ thẳng về phía gương mặt của Tề Đẳng Nhàn. Không sai, chính là nổ. Thứ mà một cái cùi chỏ này dùng chính là sức nổ, sức mạnh giống như đại bác xuất nòng vậy. Tề Đẳng Nhàn cau mày, trong lúc cơ thể tránh về phía sau, khóe mắt liếc nhìn chiến trường một cái. Tên lính này lại cười khẩy một cái, cơ thể thuận thế xoay đến, chân phải nhấc lên, đầu gối nhô ra và húc thẳng về phía lồng ngực của Tề Đẳng Nhàn. Cách đánh liên hoàn khuỷu của bát cực. Anh ta chính là người có bước chân tương đối nặng nề lúc nãy. Trong lòng Tề Đẳng Nhàn xẹt qua một suy nghĩ, tay phải chống xuống và giữ đầu gối của đối phương lại, cơ thể bám sát, hai tay nhấc lên, một cú lão viên quải ấn đánh vào cằm của người này. Cơ thể của đối phương lập tức bật về phía sau, Tề Đẳng Nhàn sải bước lao theo, trùng chân một cái, tay phải gập lại và đánh ra một cái cùi chỏ. Bụp! Cơ thể của tên lính này ngay lập tức bay ra ngoài như đạn pháo. Dầm một tiếng đập vào một cái cây to lớn,
trực tiếp khiến cho thân cây gãy tan. Còn không mau ra tay, Tề Đẳng Nhàn nhìn thấy có người lao về phía Trần Liệt thì lập tức hét lên với Ngọc Tiểu Long. Hắn vừa dứt lời, ba luồng âm thanh bỗng nhiên vọt tới bên cạnh Ngọc Tiểu Long, thế công đánh xuống như bão táp mưa sa. Ngọc Tiểu Long đã chuẩn bị từ rất lâu rồi, gân cốt trong cơ thể trong nháy mắt nổ tung, một luồng sức mạnh đáng sợ lập tức bộc phát, Thái Cực Quyền cứng cáp và mạnh mẽ nhất được thi triển vào ngay lúc này. Nhưng cho dù như thế thì lúc này Ngọc Tiểu Long vẫn lâm vào tình huống nguy hiểm cận kề. Ba người này đều là những cao thủ có cấp bậc đại tông sư, hơn nữa còn phối hợp ăn ý, võ công cao cường. Cút ra! Tề Đẳng Nhàn gầm lên một tiếng giận dữ, một phát móc lấy xương sườn của một tên lính đang vây đánh dạ ma, ngón tay đâm vào giữa da thịt, nắm lấy xương và bẻ một cái, trong lúc bẻ gãy xương của anh ta, hắn thẳng tay ném người đó ra ngoài. Ngay sau đó, hắn giơ chân đá vào sau mông dạ ma một cái và đá bay cả người anh ta về phía Trần Liệt. Bảo vệ cậu ta, Tề Đẳng Nhàn quát lên một tiếng và lao về phía chiến trường của Ngọc Tiểu Long. Ngọc Tiểu Long ngay lập tức rơi vào trạng thái bị ba người vây đánh, hơn nữa ba người này còn mang theo cả vũ khí. Khi đến gần cô ấy, ba người họ đã rút kiếm ra, ba thanh kiếm Kanata dài hơn ba thước lóe lên ánh sáng lạnh lẽo ở trong đêm tối. Đâm thẳng vào ba vị trí của Ngọc Tiểu Long là bắp chân, khe khở trên áo chống đạn và yết hầu. Đây không phải là người của tiểu đội Điềm Gở, đây là đao pháp của nước Kiệt Bành. Ngọc Tiểu Long vô cùng kinh ngạc nhưng vẫn bình tĩnh trước nguy hiểm và liên tục dậm chân. Nhưng ba người này phối hợp thật sự ăn ý, một người chặn đứt đường lui của cô ấy và giữ cô ấy ở lại giữa đường. Đối diện với thanh kiếm lao đến từ phía sau. Ngọc Tiểu Long không còn cách nào khác ngoài việc khom lưng thành một con tôm lớn và sử dụng áo giáp để chống lại. Xoẹt! Một kiếm chém xuống cắt đứt lớp vải của áo chống đạn, thế nhưng lưỡi kiếm lại nhanh chóng bị bật ra ngoài. Cho dù súng có yếu cỡ nào thì chắc chắn cũng mạnh hơn so với kiếm, thân gốm trong áo chống đạn thậm chí còn có thể ngăn đạn, vậy cho nên ngăn kiếm tất nhiên không thành vấn đề. Sau khi đỡ được thanh kiếm, cơ thể của Ngọc Tiểu Long nảy lên. Tay trái và tay phải cùng lúc đánh ra, trong lúc đưa tay lên, cô ấy đánh tay về hai bên trái phải, bốp bốp hai tiếng đánh bật hai thanh kiếm Kanata đang chém thẳng đến ra ngoài. Triệu gia giấu kỹ như vậy, thì ra bọn chúng câu kết với nước Kiệt Bành à. Thế mà lại mời cao thủ của nước họ tới đối phó với chúng ta. Dưới tình huống như vậy, đầu óc Ngọc Tiểu Long vẫn minh mẫn và suy nghĩ đến chuyện khác. Trong lúc cô ấy nhảy ra khỏi thế bao vây. Trong bóng tối bỗng xuất hiện một ánh đao, tựa như một dải ngân hà và chém nghiêng về phía cổ của cô ấy. Không ổn. Sắc mặt của cô ấy khẽ thay đổi, cô ấy hoàn toàn không nghĩ tới việc chỗ này còn có một người nữa đang mai phục, hơn nữa thủ đoạn mai phục này còn cao siêu như thế, chính mình cũng không thể nhìn thấy rõ ràng. Nhưng chính vào lúc này, Tề Đẳng Nhàn đã đến rồi, hắn mạnh mẽ xông lên phía trước với một cú sải bước rất dài. Ngay khi đứng vững, hắn bèn ra tay, ngón tay trở nên thô ráp, vết chai dày cộm trong lòng bàn tay cuộn vào trong và ép chặt, khiến cho cả lòng bàn tay gần như là không thể phá hủy. Rắc! Hắn ngay lập tức đón lấy thanh kiếm Kanata đang chém đến, bắp thịt trong lòng bàn tay chặn đứng lưỡi kiếm. Chứng kiến kỹ năng tay không đoạt kiếm của Tề Đẳng Nhàn, Ngọc Tiểu Long không khỏi cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Tiếp theo đó, cô ấy nghe thấy tiếng các bắp thịt trên cánh tay của Tề Đẳng Nhàn đập mạnh, hắn vặn cổ tay, các cơ bắp và vết chai trong lòng bàn tay của hắn kẹp chặt lấy thanh kiếm Kanata và dùng sức vặn ngược lại. Rắc! Thanh kiếm Kanata vậy mà lại ngay lập tức gãy tan thành mấy đoạn. Tên cao thủ xuất kiếm kinh ngạc và khiếp sợ ngay tại chỗ, thanh kiếm được tôi luyện kỹ càng này của mình lại bị người khác tay không tiếp được, lại còn bị bẻ gãy, đây là công phu gì thế? Chưa từng nghe thấy. Cũng chưa từng thấy qua. Không cho anh ta cơ hội suy nghĩ, Tề Đẳng Nhàn đã xông về phía trước một bước, một nắm đấm tung ra, xoay người vài cái, mang theo một cơn lốc đáng sợ và đập thẳng về phía mặt của tên cao thủ này. Tên cao thủ này vừa mới tránh đi, cơ thể Tề Đẳng Nhàn ngay lập tức bắn về phía trước, trên tay liên tục đấm ra ba phát, dưới chân liên tục đá ra hai phát, ba quyền hai cước, hóa thành năm luồng ánh sáng, trực tiếp nhấn chìm anh ta. Đây là bí pháp sát chiêu của Thái Tổ Trường Quyền, ngũ bộ đoạt hoa sơn. Dư quang của Ngọc Tiểu Long liếc thấy chiêu thức của Tề Đẳng Nhàn,
cô ấy ra tay chặn lại ba cao thủ khác cũng đang cầm kiếm Kanata. Tên cao thủ ở trước mắt này bị một chiêu thất tinh thế và ngũ bộ đoạt hoa sơn của Tề Đẳng Nhàn làm cho luống cuống tay chân, vừa muốn lui về phía sau thì lại phát hiện Tề Đẳng Nhàn đã vọt đến bên cạnh mình, một bàn tay to lớn như đầu của một con thú dữ tợn đang cắn đến. A! À, tên cao thủ này bị bàn tay to lớn của Tề Đẳng Nhàn bắt được cái đầu, ngón tay của hắn ngay lập tức cắn xuống giống như hàm răng của thú dữ vậy. Chợt nghe răng rắc một tiếng giòn vang, toàn bộ cái đầu của tên cao thủ này ngay lập tức nổ tung như dưa hấu, mấy thứ đỏ đỏ trắng trắng bắn tung tóe khắp nơi. Cũng may là tên cao thủ này vì để phục kích Ngọc Tiểu Long mà đã trang bị gọn nhẹ và ra trận, anh ta không mặc áo chống đạn cũng không đội mũ sắt, nếu không thì e rằng Tề Đẳng Nhàn cũng sẽ không thể dễ dàng giết chết anh ta như vậy. Cái tên này rốt cuộc biết bao nhiêu loại võ công vậy? Ngọc Tiểu Long thấy Tề Đẳng Nhàn dùng thú đầu thế để bắt lấy đầu của tên cao thủ này thì trong lòng không khỏi âm thầm kinh ngạc. Cô ấy dùng nắm đấm hất văng một thanh kiếm đang chém ngang đến, cánh tay vung về phía trước, kẹp chặt bàn tay đang cầm kiếm của đối phương, lại di chuyển, ép đối phương buông kiếm ra, thuận bước tiến về phía trước, một tay khác siết lại và dùng lực, một cú tiến bộ ban lan chùy mạnh mẽ nện vào ngực của người này. Bụp! Áo chống đạn của người này phát ra một tiếng nổ đinh tai nhức óc, xương cốt trong ngực đồng loạt đứt gãy răng rắc, cơ thể không tự chủ được mà bay về phía sau, trong miệng không ngừng hộc máu, trong máu còn xen lẫn nội tạng vỡ vụn. Hai người khác thấy Tề Đẳng Nhàn hung hãn đến không thể hung hãn hơn, một chiêu bóp vỡ não của đồng bọn mình, một tên đồng bọn khác cũng bị Ngọc Tiểu Long đánh chết trong nháy mắt, trong lòng bỗng cảm thấy ớn lạnh. Tề Đẳng Nhàn và Ngọc Tiểu Long cũng rất ăn ý với nhau. Bọn họ hoàn toàn không nói gì cả, mỗi người đối phó một tên, chống lại hai tên cao thủ còn lại đang cầm kiếm Kanata kia. Các người là người của nước Kiệt Bành, tại sao lại xuất hiện ở đây? Tề Đẳng Nhàn cười khẩy và hỏi. Bớt nói nhảm đi, người ở trước mặt nhíu mày, bước lên phía trước một bước, thanh kiếm trong tay nhanh như tia sét và liên tục chém hai phát về hai phía trái phải. Tề Đẳng Nhàn hoàn toàn không tránh đi mà chỉ tiến về phía trước, cái bụng vặn vẹo. Dùng áo chống đạn để đỡ kiếm. Làm như thế này ít nhiều cũng có hơi không biết xấu hổ, không có tinh thần thượng võ. Hai kiếm chém xuống, trực tiếp bị áo chống đạn đánh bật ra, Tề Đẳng Nhàn đã tiến lại gần, tay trái vung lên, một chiêu đơn tiên chùy đánh về phía huyệt thái dương của người này như tia chớp. Bụp! Giống như tiếng kiếm đâm xuyên qua lớp da, lại giống như một quả bóng bay bị nổ tung, mũ sắt của người đó bị lõm xuống. Đầu anh ta quay sang một bên, một lượng máu lớn phun ra từ khe hở trên mũ sắt. Một nắm đấm của Tề Đẳng Nhàn tung ra, lực xung kích của nó quả thực giống như một viên đạn pháo nổ tung vậy. Tốc độ giết chết người thứ hai của Ngọc Tiểu Long cũng nhanh y như vậy, sức mạnh toàn thân bộc phát, cô ấy dùng một chiêu bạo kim đan, sau khi đẩy được thanh kiếm của đối phương ra, một cú đấm khủng khiếp mạnh mẽ rơi vào hạ bộ của đối phương, khiến cho người đó nhảy dựng lên. Sau khi ngã xuống thì co rụt người lại và chết ngay tại chỗ. Giết, không được tha cho bất cứ kẻ nào. Ánh mắt Tề Đẳng Nhàn hung ác, hắn kéo mũ sắt lên một chút và chạy về phía chiến trường chỗ đám người đồ phu và oán quỷ. Ngọc Tiểu Long do dự trong chốc lát rồi cũng lắc vai chạy theo. Tiểu đội Điềm Gở đương nhiên tinh nhuệ, nhưng đám người bọn họ còn lợi hại hơn nữa. Sau khi bọn họ gia nhập chiến trường, cục diện ngay lập tức bắt đầu đảo ngược. Đặc biệt là khi hai người Ngọc Tiểu Long và Tề Đẳng Nhàn vô cùng mạnh mẽ, lại cộng thêm đám người đồ phu vốn đã cực kỳ hung hãn, các đội viên còn lại của tiểu đội Điềm Gở đã có chút không thể chống đỡ được nữa rồi. Dầm! Một đội viên của tiểu đội Điềm Gở khi bị Ngọc Tiểu Long đá vào đúng quần và bay bổng người lên đã đột nhiên rút chốt lựu đạn ra. Mặc dù Ngọc Tiểu Long đã cật lực rút lui nhưng vẫn bị dư âm dữ dội của vụ nổ ném ra xa hơn 2 mét. Mặt sau của áo chống đạn cắm đầy mảnh đạn, khói xanh không ngừng bốc lên. Lúc này Tề Đẳng Nhàn đang bị ba người vây đánh nên cũng hoàn toàn không thể quan tâm đến cô ấy được, chỉ có thể dùng dư quang nơi ánh mắt để miễn cưỡng liếc nhìn một cái và để cô ấy tự cầu phúc cho mình. Dưới tình huống như vậy, hắn căn bản không quan tâm được đến tất cả mọi người, huống chi mỗi lần ra đòn đều cần phải bộc phát sức mạnh toàn thân. Nếu không thì rất có thể sẽ bị những tên lính không hề biết đau này phản công và giết chết. Cũng may, sau khi Ngọc Tiểu Long ngã xuống đất, cô khẽ thở ra một hơi dài rồi lại bò dậy từ dưới đất và lần nữa gia nhập chiến trường. Bụp!
Cùng với việc tên lính cuối cùng của tiểu đội Điềm Gở ngã xuống, cuộc chiến cuối cùng cũng kết thúc rồi. Pháo sáng trên bầu trời cũng đã tắt lụi từ lâu, trong rừng cây chỉ còn lại những tiếng thở dốc. Mẹ nó, mệt thật đấy, lâu lắm rồi không đánh nhau kiểu này. Đồ Phu đá văng một cái mũ sắt đã bị hư hỏng, ngồi phịch xuống phía trên một xác chết, lấy ra một điếu thuốc và bình tĩnh ngồi hút. Dạ Ma cũng đang trong tình trạng vỡ đầu chảy máu, anh ta cởi mũ sắt ra, trên mặt dính đầy máu của chính mình. Oán quỷ có hơi khá hơn một chút, nhưng cũng có chỗ bị thương, dù sao thì đối thủ của bọn họ cũng là tiểu đội Điềm Gở danh tiếng lẫy lừng cơ mà. Ngọc Tiểu Long cau mày nhìn những xác chết rải đầy trên mặt đất, trong lòng có chút không thoải mái, theo quan điểm của cô ấy, những người này đều là người vô tội, bọn họ chẳng qua chỉ là đang phục tùng mệnh lệnh mà thôi. Nhưng hiện thực vẫn luôn tàn khốc như thế, cô ấy cũng không thể thay đổi được điều gì cả. Tề Đẳng Nhàn đi đến trước mặt một cao thủ dùng kiếm Kanata vừa bị hạ gục, đưa tay nhấc chiếc mũ sắt của anh ta ra, người này có đặc điểm rõ ràng của chủng tộc da vàng, nhưng khi hắn cúi đầu xuống và ngửi thử, hắn có thể ngửi thấy mùi tanh của biển thoang thoảng. Có lẽ là người của nước Kiệt Bành, trên người anh ta có mùi tanh của biển, mấy người này cũng thế. Tề Đẳng Nhàn nói. Nhị đương gia, Bắc Kinh cũng giáp biển mà. Dạ Ma nói. Cậu cứ vậy mà chắc chắn rằng bọn họ đều là người Bắc Kinh à. Tự cho mình là thông minh, Đồ Phu mắng cậu là đồ ngốc quả thực cũng không hề sai chút nào. Tề Đẳng Nhàn nói với giọng khinh thường. Ngọc Tiểu Long ở bên cạnh nói, đúng thật là người của nước Kiệt Bành, kiếm thuật mà ban nãy bọn họ dùng hoàn toàn là cách đánh của nước Kiệt Bành. Còn nữa, công nghệ rèn kiếm này cũng xuất phát từ nước Kiệt Bành. Tề Đẳng Nhàn nói với vẻ trầm ngâm, đao pháp của bọn họ, hình như tôi đã từng nhìn thấy ở đâu rồi. Ngọc Tiểu Long nói, thế à? Tề Đẳng Nhàn nói, tôi đã từng đánh nhau với Văn Tư Thuận, con trai của Văn Dũng Phu, bây giờ nghĩ lại, chiêu thức của cái tên đó mơ hồ có chút gì đó giống với đao pháp của những người này. Ngọc Tiểu Long nheo mắt lại, cô ấy nói, nham toái lưu. Tề Đẳng Nhàn gật đầu và nói, lần này Triệu gia có thể nói là đã bị tổn thất lớn rồi, tiểu đội Điềm Gở bị chúng ta tiêu diệt toàn bộ, bọn họ và những thế lực ủng hộ trong việc đối phó với Trần gia đều sẽ gặp phải đả kích lớn. Tuy rằng không rõ tại sao cao thủ của nước Kiệt Bành lại bị kéo vào, thế nhưng bây giờ người nên đau đầu cũng không phải là chúng ta. Tiểu đội Điềm Gở dù sao cũng là những người phải tốn vô số tâm huyết mới bồi dưỡng ra được, bị đám người Tề Đẳng Nhàn này tiêu diệt toàn bộ, tất nhiên sẽ làm cho rất nhiều người cảm thấy đau lòng, mà thế lực chủ trương điều động bọn họ là Triệu gia sẽ vì thế mà phải gánh tội. Nếu như có mặt ở đây không phải là 5 người Tề Đẳng Nhàn, Ngọc Tiểu Long, Đồ Phu, Dạ Ma, Oán Quỷ, e rằng cũng khó có thể đạt được kết quả chiến đấu như vậy, thậm chí có khả năng còn bị tiêu diệt toàn bộ. Trần Liệt nhếch miệng và nói, bọn họ ra tay độc ác thật đấy, vì để đối phó với tôi mà phái đi đám người lợi hại đến như vậy. Đồ Phu ngậm điếu thuốc, nhàn nhạt nói, những tên này đúng là thật lợi hại, ông đây đã suýt chết những mấy lần rồi. Bọn họ không hề có cảm giác đau đớn, cho dù có đá vỡ rổ trứng của bọn họ cũng có thể lấy ra thủ đoạn đồng quy vu tận trước khi ngã xuống, thực sự rất đáng sợ. Cũng may là đã mặc áo chống đạn và đội mũ sắt. Oán quỷ nghĩ lại vẫn còn hơi sợ, A-di-đà Phật, lại siêu độ cho nhiều người như thế rồi, đúng thật là đại công đại đức mà. Lúc này, Dạ Ma cũng ngượng cùng cười cười, lúc trước anh ta đã nói rằng chỉ có những kẻ hèn nhát mới dùng đến những trang bị này, bây giờ anh ta đã tự vả vào mặt chính mình rồi, lại còn được hưởng phúc lợi từ những trang bị này nữa chứ. Tề Đẳng Nhàn nói, sức người có mạnh hơn nữa thì cũng khó có thể nắm giữ vai trò quyết định trong chiến trường hiện đại mà. Ngọc Tiểu Long nói, kỹ thuật là vô biên nhưng sức người thì có hạn. Súng đạn sẽ mãi mãi là kẻ địch lớn mạnh nhất của nắm đấm. Mọi người ngồi trên đất và bắt đầu kiểm tra vết thương của mình. Ngọc Tiểu Long cởi mũ sắt ra, đầu tóc rối bù, trên mặt bê bết máu, nhưng trông lại mang một vẻ đẹp đặc biệt. Bông hồng trên chiến trường, trong lòng Tề Đẳng Nhàn bỗng chốc xẹt qua từ này, cảm thấy cũng khá là xác đáng. Chỉ thấy Ngọc Tiểu Long bắt đầu xử lý vết thương trên người mình một cách thuần thục, đồng thời cũng thu lại hết tất cả những thứ có thể lưu lại DNA để lát nữa thiêu hủy sạch sẽ một thể. Chỉ mong những chuyện như thế này đừng bao giờ xảy ra nữa, mong rằng linh hồn của mọi người sẽ có thể đến được thiên đàng, tôi sẽ cố gắng hoàn thành lý tưởng của mình,
sẽ không để quyền lực làm mưa làm gió như thế này nữa. Sau khi xử lý xong vết thương của mình, Ngọc Tiểu Long đứng dậy, đối diện với những xác chết này, trong lòng cô ấy thầm nghĩ. Sau khi ngồi nghỉ được một lúc lâu, Tề Đẳng Nhàn chậm rãi thở ra một hơi và nói, đi thôi, xuất phát nào, chúng ta còn cách căn cứ bí mật bao xa nữa. Ngọc Tiểu Long nói, vẫn còn một đoạn đường nữa, có điều, nếu như đã giải quyết xong tiểu đội điềm gở rồi thì đoạn sau có lẽ sẽ không có nguy hiểm gì nữa đâu. Tề Đẳng Nhàn nói, tôi còn tưởng lần này Hồng Thiên Đô sẽ ra tay cơ. Ngọc Tiểu Long nói, cái tên Hồng Thiên Đô trước là cẩn thận âm hiểm, sau mới là tàn bạo hung ác. Lần trước ông ta suýt chút nữa đã chịu thiệt thòi lớn ở trong tay anh và tôi, nếu như biết chúng ta ở cùng một chỗ, chắc chắn ông ta sẽ không chủ động lộ diện đâu. Tề Đẳng Nhàn cười cười, một đại cao thủ như Hồng Thiên Đô lại hết lần này tới lần khác nham hiểm đến không chịu được, lúc nào cũng chỉ thích chơi xấu, suốt ngày chỉ muốn ăn sẵn. Trong trận chiến này không xuất hiện bóng dáng của ông ta khiến cho Tề Đẳng Nhàn cảm thấy có chút kỳ lạ, dù sao đây cũng là một cơ hội tốt. Đợi chuyện này kết thúc rồi tôi sẽ nghĩ cách để tiêu diệt ông ta. Tề Đẳng Nhàn cười khẩy và nói. Ông ta không dễ giết đến như thế đâu, nhà nước muốn đối phó với ông ta nhiều năm như thế rồi nhưng ông ta vẫn nhởn như ngoài vòng pháp luật đấy thôi. Ngọc Tiểu Long không nhịn được mà tạt cho Tề Đẳng Nhàn một gáo nước lạnh. Đúng rồi. Cô đã điều tra ra lần trước là ai đã giúp tôi chưa? Tề Đẳng Nhàn nói. Ngọc Tiểu Long gật đầu và nói, là Vĩnh Dạ Quân. Tề Đẳng Nhàn nói, Vĩnh Dạ Quân, đó chẳng phải là ông lão mà cái tên Sở Vô Đạo đang âm thầm quan sát hay sao? Có điều, ông ta đã làm chuyện này rất khá, tôi còn phải cảm ơn ơn cứu mạng của ông ta nữa, coi như không uổng công tôi quan tâm ông ta khi ở trong tù. Ngọc Tiểu Long nói. Không ngờ rằng một cái nhà tù u đồ bé tí mà lại có nhiều nhân tài ẩn náu đến mức này đấy. Dù sao thì rất nhiều người bị giam ở chỗ đó đều có liên quan đến những vụ việc quốc tế, cô không biết cũng là chuyện bình thường thôi. Tề Đẳng Nhàn cười nói. Sau khi phủi đi bụi bẩn trên người, hắn đứng dậy, bảo Ngọc Tiểu Long ở phía trước dẫn đường và tiếp tục lên đường. Sau khi gây ra một vụ giết người kinh khủng đến như vậy, thực ra cả Tề Đẳng Nhàn và Ngọc Tiểu Long đều cảm thấy tâm trạng có chút u ám. Nhưng hai người dạ ma và đồ phu lại hết sức phấn khởi, lúc thì cằn nhằn hỏi xem có nhìn thấy ông đây bóp vỡ xương sọ tên kia như thế nào không, lúc lại hỏi chiêu nào của mình đẹp trai. Có thể coi việc giết người làm niềm vui, hơn nữa còn không hề có gánh nặng tâm lý, đoán chừng cũng chỉ có loại người biến thái như thế này thôi. Oán quỷ thì đỡ hơn chút. Lúc thì tự trách mình vì đã gây ra một vụ giết người kinh hoàng, lúc thì lại có một nhân cách khác nhảy ra và hô giết rồi quá đã gì gì đó. Ngọc Tiểu Long cảm thấy, Tề Đẳng Nhàn có thể trấn áp nhiều hung thần ác sát ở nhà tù U Đô như vậy, lại còn được bọn họ tôn xưng một tiếng nhị đương gia, thật sự có chút trâu bò. Cuối cùng mấy người bọn họ cũng đưa được Trần Liệt đến căn cứ bí mật. Người đón đầu cũng xuất hiện rất nhanh và cũng đeo mặt nạ. Hoàn toàn không nhìn rõ mặt mũi. Sau khi giao Trần Liệt cho người kia, Tề Đẳng Nhàn trịnh trọng nói với anh ta, cậu xem, tôi đã vất vả như thế để bảo vệ cái mạng của cậu rồi, đừng có quên yêu cầu trước đó của tôi đấy. Tề Đẳng Nhàn dở khóc dở cười, anh ta nói, tôi biết rồi, quay về tôi sẽ gọi điện thoại cho chị tôi. Phong độ của bậc thầy. Cái này dường như chẳng liên quan gì đến Tề Đẳng Nhàn cả, bảo là đến ngắm gái có khi còn đúng hơn. Mấy người họ ở trong căn cứ bí mật nghỉ ngơi chỉnh đốn một hồi, rửa đi bụi bặm trên người và thay sang một bộ quần áo khác. Ngọc Tiểu Long tìm đến Tề Đẳng Nhàn và nói, lần này nhiệm vụ có thể kết thúc viên mãn chính là nhờ phúc của anh, nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì Trần Liệt có thể an toàn trở về Nam Dương rồi. Tề Đẳng Nhàn nói, tiếp theo đây cô chuẩn bị làm gì? Ngọc Tiểu Long nói, tôi còn nhiều việc phải làm lắm, có điều, trong trận chiến lần này. Tôi cũng đã bị thương một ít, cần phải điều dưỡng cho thật tốt. Tôi sẽ rời khỏi Thượng Hải trước để đổi lại với thế thân của tôi. Tề Đẳng Nhàn mắt chữ A mồm chữ O, nhân vật lớn chính là như thế này à, bất cứ lúc nào cũng có thế thân. Hắn cũng đã từng nghe Gusinski kể rằng người đứng đầu tuyết quốc của hai nhiệm kỳ trước có đến những bốn thế thân, thậm chí có những lúc thế thân còn sẽ ra mặt để chủ trì những hội nghị quan trọng và mọi người đều không biết đó là thế thân. Có điều. Sở dĩ ông ta có nhiều thế thân như vậy,
đó là vì ông ta đã làm ra nhiều chuyện người người oán trách và thực hiện chế độ độc tài, vậy cho nên có nhiều người muốn cái mạng này của ông ta lắm. Có thể thấy rằng quá ham mê quyền lực cũng không phải là chuyện tốt, cho dù là người đứng đầu của Tuyết Quốc khi đang ở thời kỳ Hoàng Kim thì cũng phải nơm nớp lo sợ cho cái mạng nhỏ của mình. Khi nói đến chuyện này, cái lão ngống đầu to đó còn vô cùng khinh thường, nói là ông ta chỉ đạo thiên văn, chỉ đạo địa lý, chỉ đạo nông nghiệp, chỉ đạo giáo dục, thậm chí chỉ đạo cả việc sáng tác của các tác giả, nhưng nếu như rời khỏi quyền lực, ông ta còn chẳng bằng một đống phân chó. Bao giờ tôi mới xứng đáng có được một thế thân đây? Tề Đẳng Nhàn không nhịn được mà cảm thán một câu. Anh có nhiều bạn gái quá, không thích hợp đâu. Ngọc Tiểu Long nghe xong thì chỉ cười khẩy và châm chọc hắn. Bây giờ Tề Đẳng Nhàn mới nhớ ra việc mình phải nhanh chóng quay về, nếu như mình không quay về thì Dương Quan Quan chẳng phải sẽ lo lắng đến chết hay sao? Có điều, hắn không hề biết rằng, sau khi hắn rời khỏi, Dương Quan Quan cũng đã gặp phải một số chuyện. Chào cô, tôi tìm sư phụ Tề. Một người đàn ông bước vào trong sân rồi dùng tiếng phổ thông chính gốc của Hoa Quốc để nói, dường như rất khó để nghe ra được một chút giọng địa phương được trộn lẫn ở bên trong. Anh ấy không có ở đây, cũng không biết bao giờ mới về nữa, anh tới tìm anh ấy muộn như vậy là có chuyện gì thế? Dương Quan Quan đang luyện võ, sau khi nhìn thấy người đàn ông, cô ấy không hỏi sững sờ, hỏi. Người đàn ông nói, Thái Cực Quyền. Dương Quan Quan nói, chẳng lẽ anh đây không biết quấy rầy người khác khi họ đang luyện võ là chuyện làm trái với quy tắc của giang hồ hay sao? Anh muốn tìm sư phụ của tôi, vậy thì chờ ngày mai hoặc ngày kia rồi lại đến đi. Trong mắt người đàn ông lóe lên tia sáng, anh ta nói, thì ra cô chính là đồ đệ của anh ta. Dương Quan Quan cau mày nói, rốt cuộc anh là ai thế? Người đàn ông khẽ chắp tay và nói, tôi là Han Dong San, đại đệ tử của Han Sung Jun, người sáng lập ra phái Taekwondo Taiyi. Sau khi nghe thấy lời tự giới thiệu của đối phương, trong lòng Dương Quan Quan bỗng chốc trùng xuống. Tề Đẳng Nhàn đã đánh Jeon Jong Uk, người nối nghiệp tương lai của phái Taekwondo Taiyi và được mệnh danh là thiên tài số một Triều Tiên, chuyện này vốn không có gì cả, tất cả mọi người đều là người học võ, đánh đánh giết giết là chuyện rất bình thường. Nhưng Tôn Dĩnh Thục lại cứ muốn lợi dụng Tề Đẳng Nhàn để đối phó với Han Sung Jun, Tề Đẳng Nhàn không đồng ý, cô ta bèn chơi xấu, lợi dụng truyền thông để lăng xê chuyện này. Sự lăng xê này trực tiếp khiến cho Taekwondo Taiyi vô cùng mất mặt ở Triều Tiên, Han Sung Jun cũng đã gửi chiến thư cho Tề Đẳng Nhàn. Kết quả Tề Đẳng Nhàn chẳng buồn tiếp chiêu, lại càng không muốn để cho Tôn Dĩnh Thục được hời nên đã mặc kệ ông ta. Sau đó phía bên Taekwondo Taiyi cũng không có tin tức gì nữa, nhưng hôm nay đột nhiên lại có một người tìm đến tận cửa. Thì ra là người của phái Taekwondo Taiyi à, tin tức đó là do người của Tài Phiệt Thượng Tinh cố tình lăng xê đấy, không liên quan gì đến chúng tôi cả, tốt nhất anh đừng nghĩ đến việc gây phiền phức cho chúng tôi. Dương Quan Quan nói với vẻ mặt nghiêm nghị. Anh ta đã đánh sư đệ của tôi bị thương. Chuyện này đã gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng đối với danh tiếng của Taekwondo Taiyi chúng tôi, đây không phải là chuyện mà một câu nói của cô có thể giải quyết được. Vẻ mặt của Han Dong San cũng dần trở nên lạnh lẽo, anh ta chậm rãi nói. Dương Quan Quan vẫn thờ ơ như cũ. Han Dong San nói, nếu như anh ta đã không dám tiếp chiêu thì tôi chỉ có thể tìm cô thôi. Anh ta đánh sư đệ của tôi bị thương thành như thế, vậy thì tôi cũng sẽ đánh cô bị thương thành như thế. Nói xong, Han Dong San vẫy tay và nói, mời. Dương Quan Quan thấy trận chiến này hơn nửa là không thể từ chối được nên cũng chỉ có thể lạnh lùng gật đầu và chắp tay nói, mời. Han Dong San chưa cả nói hết câu đã ra tay, anh ta sải bước lao về phía trước, tốc độ rất nhanh, mũi chân chạm đất, xoẹt một tiếng lao đến trước mặt Dương Quan Quan, giơ tay lên và đánh thẳng về phía mặt cô ấy. Đây đúng thật là bát quái trưởng rồi. Nói Han Sung Jun đã có được tinh túy của bát quái trưởng và tự sáng tạo ra phái Taekwondo Taiyi quả thực không ngoa chút nào. Nhìn thấy một tát này vừa nhanh vừa mạnh, trong lòng Dương Quan Quan nghiêm nghị, cô ấy biết đối phương là một cao thủ có võ công cao hơn mình, nhất định phải bình tĩnh ứng phó mới được. Tay phải của Dương Quan Quan giơ lên, vung ra một nắm đấm và đón lấy lòng bàn tay của đối phương. Han Dong San đánh ra một chiêu không trúng thì ngay lập tức bám sát. Lại một cú đánh cắt ngang tới và nhắm thẳng vào cổ họng của Dương Quan Quan. Hừ!
Dương Quan Quan hừ một tiếng bằng mũi, nắm đấm đi ra theo âm thanh, nện xuống một cái và đẩy bàn tay của Han Dong San ra. Có điều, dù sao thì Han Dong San cũng là người của phái Taekwondo Tai, sức mạnh ở chân cũng vô cùng ghê gớm. Còn chưa đợi Dương Quan Quan ra đòn tấn công, cái chân của anh ta đã đánh đến rồi. Là quét thấp bên trái. Dương Quan Quan chuẩn bị phán đoán, cô ấy nhấc chân, kéo căng bắp chân và đón lấy đòn đánh. Sau đó là đá thẳng. Ấy, tiếp theo thế mà lại là liên hoàn cước. Cô ấy và Han Dong San trao đổi liên tiếp những hơn 10 chiêu, càng lúc càng thuận buồm xuôi gió, chỉ cảm thấy mình có thể đoán được rõ ràng từng chiêu thức của đối phương. Han Dong San cũng vô cùng bất ngờ, cô gái này vậy mà lại có võ công cao như vậy, lúc này thế mà lại đánh được ngang tài ngang sức với mình. Sắc mặt anh ta tối sầm lại, khí tụ đan điền, chân đi theo đường bát quái, thậm chí còn nắm lấy hai bên thắt eo của Dương Quan Quan, đồng thời cũng sử dụng những cú đá sắc bén của Taekwondo để tấn công vào phần dưới của cô ấy. Trong chốc lát, Dương Quan Quan không khỏi có hơi luống cuống tay chân. Soạt. Nhưng ngay vào lúc Han Dong San đá ra một cước, thế đánh của Dương Quan Quan đã đột nhiên thay đổi, hai tay giơ lên một trước một sau giống như thể đang cầm một cây thương trong tay vậy. Đầu óc Han Dong San mơ hồ, không phải cô ấy luyện thái cực sao? Sao lại bày ra thế đánh của hình ý quyền? Dương Quan Quan cũng vừa mới bắt đầu học thái cực không lâu, thứ võ công chân chính dùng để đánh người vẫn phải là hình ý quyền mà cô ấy luyện tập nhiều nhất. Đi theo Tề Đẳng Nhàn học võ đã lâu, Dương Quan Quan tất nhiên cũng có thể học được sự xảo quyệt của hắn khi đánh nhau, đặc biệt là việc gài bẫy kẻ địch. Chỉ thấy Dương Quan Quan bước lên phía trước nửa bước và đấm thẳng về phía trước. Cú đá của Han Dong San và nắm đấm của Dương Quan Quan va vào nhau, anh ta đột nhiên cảm thấy có một sức mạnh khổng lồ gần như muốn hất bay mình ra vậy, chân trụ cũng đứng không vững nữa, cả người suýt chút nữa đã ngã về phía sau. Anh ta vội vàng siết chặt các ngón chân rồi hất mạnh và dùng sức bật ra xa. Phù! Dương Quan Quan thổi khí ra khỏi miệng, nắm đấm đi theo âm thanh, cô ấy liên tục bước thẳng về phía trước, hai nắm đấm luân phiên nhau trên không và không ngừng đánh về phía Han Dong San đang rút lui. Lúc này, cô ấy đang phát huy triệt để đặc tính đánh thẳng tiến thẳng không gì ngăn cản của hình ý quyền, một khi bắt được cơ hội thì nhất định phải đánh chết kẻ địch. Nếu như không giết được đối phương thì sẽ bị đối phương đánh cho đến chết. Cách đánh của cô gái này thật là hung dữ. Hai mắt Han Dong San nhìn chằm chằm vào những nắm đấm đang không ngừng đánh đến, chân đạp xuống đất rồi đứng vững, nhún nhảy một cái và tránh ra theo đường bát quái. Nắm đấm bên phải của Dương Quan Quan không hoàn toàn thu lại sau khi đánh ra, cô ấy gập khuỷu tay lại, xoay người đập một cái và đập thẳng về phía huyệt thái dương của Han Dong San. Tay Hàn Đông Sơn chống lên huyệt thái dương, tuy rằng anh ta đã chặn được cú đánh bằng khuỷu tay kia, nhưng đầu vẫn bị chấn động đến nhức nhối, cảm giác chóng mặt cực kỳ khó chịu. Dương Quan Quan căn bản không cho anh ta cơ hội thở dốc, sau khi xoay người lại, lập tức dùng roi quất về phía hạ bộ của anh ta. Hàn Đông Sơn ấn lòng bàn tay xuống, đồng thời lui về phía sau. Giờ phút này Dương Quan Quan đã chiếm được thế thượng phong, bản lĩnh của đối phương cao hơn cô ta. Hiện tại cô ta chiếm được ưu thế, đương nhiên không thể dễ dàng buông tha, cố gắng hạ gục đối thủ. Vì thế, cô ta đuổi theo, chân đá tay đấm, khiến cho Hàn Đông Sơn gần như không thở nổi. Dương Quan Quan có kinh nghiệm lấy yếu thắng mạnh, có kinh nghiệm so chiêu với nhiều cao thủ, cho nên cô ta hoàn toàn không thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Ban đầu Hàn Đông Sơn cho rằng cô ta luyện thái cực quyền, nào biết rằng, cái người ta thật sự giỏi chính là hình ý quyền. Dưới sự bất cẩn của mình mà anh ta rơi hoàn cảnh éo le, trong lúc nhất thời anh ta không tìm được cách để lật kèo. Chết tiệt, Hàn Đông Sơn hừ lạnh một tiếng, bị Dương Quan Quan cho một đấm, anh ta đột nhiên đá chân lên. Thời điểm anh ta đá chân, thân thể bởi vì cú đấm kia làm mất cân bằng, nên uy lực của một chân này chắc chắn không lớn. Dương Quan Quan không quan tâm, chân bước lên trước một bước, nhào tới, chuẩn bị xông lên tấn công. Nhưng khi mũi chân của Hàn Đông Sơn sượt qua đùi cô ta cảm giác được chân lạnh buốt, ngay sau đó lại nóng lên, tiếp theo là một cảm giác đau đớn truyền đến. Cẳng chân lập tức không thể đứng thẳng, động tác kế tiếp cũng biến dạng theo. Ánh mắt Hàn Đông Sơn dữ tợn, lòng bàn tay hướng thẳng về phía huyệt thái dương của Dương Quan Quan.
Lúc này Dương Quan Quan có muốn phản kháng cũng không kịp, chỉ có thể cố hết sức nghiêng đầu, nhưng vẫn bị lòng bàn tay đánh vào lỗ tai, bang một tiếng, cô ta trực tiếp té ngã trên mặt đất. Ngay sau đó, cô ta cảm giác được lỗ tai đau không chịu được, đầu vang lên tiếng ong ong, ngay cả sức lực để đứng dậy cũng không có. Sư phụ cô phế đi một tay của sư đệ tôi đánh điếc một bên tai của cô, cũng coi như là có qua có lại. Hàn Đông Sơn thu lại tay, mỉm cười một cách ưu nhã, nói. Dương Quan Quan sờ một bên tai, máu tươi chảy ra rất nhiều, cô ta lại nhìn đùi phải của mình, chỉ thấy quần đã bị cắt qua, trên đùi rách một vệt lớn, da thịt lộ ra bên ngoài cũng đổ máu. Cô ta hơi ngẩng đầu nhìn về phía mũi chân của Hàn Đông Sơn, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén, nói anh chơi xấu. Giấu vũ khí trong mũi giày. Sắc mặt Hàn Đông Sơn lạnh lùng, khinh thường nói, người Hoa Quốc các người đều cứng đầu cứng cổ, không chịu nhận thua như vậy sao? Đánh không lại tôi, thì nói tôi giấu vũ khí trong giày. Dương Quan Quan cười nhạo, nói chân của anh sao có thể luyện đến loại cảnh giới này, đá một chân là có thể giống như dao cắt sao? Nếu anh thực sự đến cảnh giới này, một giây là đã có thể đánh chết tôi. Hàn Đông Sơn lạnh nhạt nói, người của Hoa Quốc đúng không dám chịu thua. Xem ra, sư phụ cô thắng sư đệ tôi, chẳng qua cũng chỉ là đầu cơ trục lợi, dùng thủ đoạn đen tối để thắng mà thôi. Cũng không trách sư phụ tôi Hàn Thành Tuấn gửi chiến thư cho hắn, mà hắn lại không dám ứng chiến. Xem ra, trong giới võ học tại Hoa Quốc các người đều là một đám nhát gan. Dương Quan Quan trong cơn giận dữ, hận không thể tiến lên đánh chết cái tên người Triều Tiên này, nhưng lại vướng mắc vì một bên tai bị đánh điếc, đầu óc còn vang lên tiếng ong ong, trên đùi cũng có vết thương, căn bản không thể đứng dậy nổi. Người Triều Tiên các người thật đê tiện, còn cần tôi nhiều lời sao? Đừng có tự rát vàng lên mặt mình, hắt nước bẩn cho người khác. Cố ý xô đẩy trong cuộc thì trượt băng tốc độ cự ly ngắn, thi cầu lông thì dùng điều hòa trợ giúp, tại World Cup thì mua chuộc trọng tài. Thi đấu thể thao điện tử thì cắt mạng của tuyển thủ Hoa Quốc, ha ha, không biết anh có mặt mũi gì để nói ra mấy lời này. Dương Quan Quan lạnh lùng mà đánh giá Hàn Đông Sơn, nghĩ thầm chờ cô ta hồi phục thương tích, nhất định phải đánh chết người này. Hàn Đông Sơn lại khinh thường nói, thắng làm vua, thua làm giặc. Những lời này, chẳng qua đều là lấy cớ cho sự thất bại của cô thôi, cô căn bản không chịu nhận thua. Dương Quan Quan nói, rất tốt. Anh chờ tôi dưỡng thương xong, sau đó sẽ đến đánh chết anh. Hàn Đông Sơn nói, được, tôi chờ cô. Nói xong lời này, anh ta xoay người đi, còn quay đầu lại nói, sư phụ cô đúng là rác rưởi, thật sự không xứng giao thủ với sư phụ tôi, cho dù sư phụ tôi đánh chết hắn, cũng là làm bẩn tay. Dương Quan Quan tức muốn chết, người vô liêm sỉ như vậy, mà cũng có mặt mũi nói ra mấy lời này. Vừa mới rồi rõ ràng là cô ta sắp hạ đo ván anh ta để kết thúc trận đấu, kết quả thằng nhãi này dám ngấm ngầm dở trò, trong giày giấu vũ khí, làm đùi cô ta đùi bị thương, nếu không, người hiện tại đang nằm xuống là anh ta. Còn tưởng rằng những gì trên mạng nói đều là giả, nhân tính cũng thể ti tiện đến mức như vậy được, nhưng hiện tại xem ra, thật đúng là một chút cũng không khoa trương. Dương Quan Quan lạnh lùng nhìn Hàn Đông Sơn đi ra khỏi đình viện. Cô ta ngồi dưới đất bình tĩnh lại chừng vài phút, lúc này mới miễn cưỡng ngồi, xé quần áo, đầu tiên là băng bó miệng vết thương trên đùi, tránh cho bị chảy máu quá nhiều, sau đó mới khập khiễng mà đứng lên. Miệng vết thương này nằm ngang, cho nên vừa động là đau, đau đến tê tâm liệt phế. Cái cảm giác đau nhói này khiến cô ta chảy cả nước mắt. Chẳng qua, cô ta vẫn chịu đựng được, không rên một tiếng nào mà đi vào trong phòng. Tìm hộp cấp cứu y tế, yên lặng xử lý miệng vết thương của mình. Cô ta đã sớm không còn là cô bé Dương Quan Quan gặp chút ủy khuất là lại khóc nhè, sau đó oán trách bản thân số khổ năm đó nữa rồi. Cô ta hiện tại đã có thể hung dữ nói với một người mạnh Hồng Thiên Đô rằng tôi nhất định sẽ đánh chết ông, tương lai cô ta nhất định sẽ có được thành tựu không kém gì Ngọc Tiểu Long. Cô bị sao vậy, sao lại thành thế này rồi? Sau khi Dương Quan Quan xử lý xong miệng vết thương, thì nghe thấy giọng nói của Tề Đẳng Nhân, nhưng tai trái của cô ta lại không nghe thấy gì. Dương Quan Quan nhe răng trợn mắt, cười nói, còn có thể thế nào nữa, đánh nhau thua chứ sao? Tề Đẳng Nhân giật mình, nói cái quần này của cô sao lại, giống như bị lưỡi dao cắt ra vậy.
Cô bị ngốc hay sao mà dám dùng tay không đánh với người cầm vũ khí? Dương Quan Quan trợn trắng mắt nói, anh cũng đâu có dạy tôi dùng vũ khí đâu. Tề Đẳng Nhân bất đắc dĩ cười, cảm thấy lúc này mọi vấn đề đều không còn quan trọng nữa, nhìn thấy lỗ tai bên trái của cô ta toàn là máu, cả người đều muốn sụp đổ. Là ai dám ra tay nặng như vậy? Lỗ tai cô có phải bị đánh điếc rồi đúng không? Ánh mắt Tề Đẳng Nhân hung ác hỏi. Hơn phân nửa là điếc rồi, tôi cũng không biết, hiện tại đang ong ong đầu óc đây. Dương Quan Quan lắc đầu. Nếu người thường bị điếc một bên tai, chỉ sợ là sẽ lo lắng không thôi, nhưng cô ta hiện tại rất thoải mái, rất bình tĩnh. Tề Đẳng Nhân lạnh lùng nói, là người của Dương gia. Dương Quan Quan lắc đầu nói, người của Tai Y Taekwondo, đại đệ tử của Han Sung Jun, tên là cái gì mà Hàn Đông Sơn, là do tôi không để ý, bị anh ta dùng ám chiêu làm bị thương đùi, sau đó bị đánh vào bên tai. Tề Đẳng Nhân hít một hơi thật sâu, sau đó nói, người của Tai Y Taekwondo đúng không? Được, để tôi tìm người xem lỗ tai của cô như thế nào rồi nói tiếp. Nói xong lời này, hắn trực tiếp gọi điện thoại cho Tôn Thanh Huyền. Tôn Thanh Huyền trùng hợp cũng đang ở Thượng Hải, thuốc trị thương và thuốc bổ lần trước của Tề Đẳng Nhân là của ông kê khai. Sau khi Tôn Thanh Huyền nhận được cuộc điện thoại của hắn, lập tức hỏa tốc chạy tới. Thầy, vừa nhìn thấy đệ tử Tề Đẳng Nhân, Tôn Thanh Huyền lập tức chắp tay nhận lấy lễ vật của đệ tử. Được rồi, thầy giúp tôi nhìn xem tai trái của cô ấy, có còn cứu được hay không? Tề Đẳng Nhân hỏi. Tôn Thanh Huyền vừa nhìn thấy, lập tức nhíu mày, nói, màng nhĩ đã bị đánh xuyên qua, cái này cần phải làm phẫu thuật, có thể khôi phục được hay không thì không chắc lắm. Tề Đẳng Nhân đen mặt nói, thầy lập tức sắp xếp phẫu thuật đi, ông đây đi giết chết anh ta. Dương Quan Quan vội vàng kêu lên, đừng, tôi muốn tự tay đánh chết anh ta. Đánh cái rắm, anh ta ngấm ngầm giở trò đánh điếc lỗ tai của cô, ông đây nhất định phải băm anh ta thành trăm mảnh đút cho chó ăn. Tề Đẳng Nhàn tức hộc máu kêu lên, vừa đi ra ngoài vừa gọi điện thoại. Trong lòng Tề Đẳng Nhân bốc lên một ngọn lửa lớn, tuy rằng xóa sổ được tiểu đội điềm gỡ làm hắn rất vui vẻ, nhưng vừa trở về lại gặp chuyện Dương Quan Quan bị đánh điếc một bên tai, làm hắn ghê tởm. Bởi vì, thù hận giữa hắn và Tai Y hoàn toàn là do một tay người đàn bà Tôn Dĩnh Thục kia khơi mào. Hơn nữa, cái tên Hàn Đông Sơn gì đó nếu đánh nhau với Dương Quan Quan một cách quang minh chính đại, thì dù Dương Quan Quan đánh thua, hắn cũng không thể nói gì hơn. Nhưng anh ta lại dùng ám chiêu, cắt vào đùi Dương Quan Quan một vết dao to. Tuy rằng bộ phận đẹp nhất của Dương Quan Quan không phải là chân, nhưng Tề Đẳng Nhân cũng rất thích. Còn một điều nữa là, Hàn Đông Sơn có thể từ Triều Tiên tìm được vị trí chính xác của Dương Quan Quan tại Thượng Hải, thì chắc chắn là có người cung cấp tin tức cho anh ta, người này là ai, không cần nghĩ cũng biết. Lập tức tra ra tung tích của tên cây gậy kia cho ông đây, sau đó lập tức báo cho tôi, nếu chậm trễ, tôi nhất định sẽ băm anh ra bã. Sau khi Tề Đẳng Nhân gọi điện thoại xong, bảo Tham Lang đi tìm người, lập tức hung dữ nói. Bị điên à, đã nhờ vả rồi còn thái độ như vậy. Tham Lang lập tức khó chịu, nhưng tính tình của anh ta dù ngang ngược cũng không dám cãi lại Tề Đẳng Nhân. Ha ha, Tề Đẳng Nhân cười lạnh. Tham Lang vừa nghe đã cảm thấy sau lưng có chút lạnh, vội vàng nói, tôi chỉ đùa một chút thôi, để tôi giúp cậu cha, cậu bảo cảnh mục đưa tôi tới văn phòng dùng máy tính. Tề Đẳng Nhân lập tức đi tới khách sạn, trực tiếp đạp lên người ba người lão đồ tể, dạ ma, oán quỷ đang nằm trên giường. Mụ nội nó. Có để người ta ngủ không, có biết là ông đây rất mệt không hả? Dạ ma nhịn không được mà lớn tiếng than phiền. Câm miệng, muốn bị giết sao? Lão đồ tể vội vàng che miệng thằng nhãi này lại, nghiến răng nghiến lợi mà thấp giọng mắng. Oán quỷ vừa thấy là Tề Đẳng Nhân, thì trực tiếp nhắm mắt lại, trong miệng lẩm bẩm A-di-đà Phật. Dạ ma cũng nhìn thấy bộ dáng tức giận muốn bốc hỏa của Tề Đẳng Nhân, lập tức chậc một tiếng, ha ha cười nói, nhị đương ra. Có chuyện gì mà tức giận như sắp bốc hỏa luôn vậy? Ai chọc cậu, nói đi để các anh em trực tiếp đi giết nó. Tề Đẳng Nhân lạnh lùng quét mắt nhìn anh ta một cái, điện thoại di động đúng lúc vang lên. Nhị đương ra, cái tên cây gậy đang ở khách sạn Thiên Địa, phòng số 808. Tham Lang báo cáo một cách tóm tắt đơn giản rõ ràng. Được rồi, Tề Đẳng Nhân cúp điện thoại, lắc đầu với ba người.
Ba người ngoan ngoãn mặc quần áo vào, đi theo Tề Đẳng Nhân. Tề Đẳng Nhân mang theo ba người trực tiếp đi tới lầu 8 của khách sạn Thiên Địa, không nói hai lời, một tiếng phanh nặng nề vang lên, trực tiếp đá văng cửa phòng. Hàn Đông Sơn giờ phút này đang nằm ở trên giường, sau khi nghe thấy tiếng động thì giật mình, ngồi dậy từ trên giường. Là ai? Hàn Đông Sơn tức giận hỏi. Mày là Hàn Đông Sơn đúng không? Tề Đẳng Nhân nghiêng đầu, mắt trái nheo lại, trên mặt nở một nụ cười lạnh. Là tôi, cậu là ai? Hàn Đông Sơn nói. Mày giở trò chơi ám chiêu đánh đổ đệ tao, hiện tại còn dám hỏi tao là ai? Tề Đẳng Nhân hỏi ngược lại. Hàn Đông Sơn ngẩn ra, sau đó khinh thường mà cười nhạo, nói, mày chính là cái thằng đã làm sự đệ Zeon Dòng Yêu Cây bị thương đúng không? Tao thấy mày chẳng qua chỉ là tên mua danh chuộc tiếng mà thôi. Như thế nào, đồ đệ mày đánh thua tao, nên giờ mày mang người làm phiền tao hả? Sợ một mình mày không đánh lại tao nên mang theo người trợ giúp hả? Ba người lão đồ tể nhìn đến trợn mắt há hốc mồm. Cái thằng này là ai vậy? Sao có thể ngu như vậy? Gặp nhị đương gia đang tức giận muốn bốc hỏa lên tới đỉnh đầu mà còn không mau quỳ xuống xin tha sao? Oán quỷ nói, A-di-đà Phật, người này có bị giết cũng siêu độ không nổi, quá ngu xuẩn, Phật tổ cũng không độ nổi. Tề Đẳng Nhân cười với Hàn Đông Sơn, nói, mày cảm thấy tao đánh không lại mày. Hàn Đông Sơn ưỡn ngực, nói chứ sao, nếu không thì mày mang theo nhiều người tới như vậy làm gì? Có gan thì bảo bọn họ cút đi, chúng ta một đấu một. Đồng tử dạ ma mở to, cứ như vậy nhìn Hàn Đông Sơn, cảm thấy thằng nhãi này đúng là có can đảm, dám nói ra những câu mà anh ta trước giờ đều không dám nói. Lão đồ tể mím môi, chép chép miệng, có chút muốn giơ ngón tay cái với Hàn Đông Sơn. Được, một đấu một, là mày một mình chọn ba người bọn họ, hay là ba người bọn họ chọn một mình mày, tự mày chọn đi. Tề Đẳng Nhân ngoài cười nhưng trong không cười, nói. Hàn Đông Sơn sửng sốt, tức giận nói, người Hoa Quốc đúng là vô liêm sỉ, muốn chơi quần ẩu đúng không? Mày qua khinh thường tai y taekwondo rồi, người mang tới cũng không ít. Tề Đẳng Nhân lười rong dài, vung tay lên, nói, đánh chết nó. Nói xong lời này, hắn trực tiếp ngồi xuống ghế sofa nhỏ bên cạnh. Ba người lão đồ tể trực tiếp đi tới, vây quanh người Hàn Đông Sơn. Ha ha ha, một đám vô liêm sỉ, dù bốn người các người cùng xông lên, Hàn mỗ ta cũng không sợ. Hàn Đông Sơn cười điên cuồng nói. Nói xong lời này, anh ta gầm lên giận dữ, đứng dậy lấy roi sau đó đá vào mặt lão đồ tể. Lão đồ tể bĩu môi, giơ tay bắt lại, trực tiếp ngăn chặn cú đá của anh ta, nói cái thứ hoa hòe lòe loẹt gì vậy. Dạ ma tát một cái sau đầu Hàn Đông Sơn, mắng cây gậy nhỏ đúng không? Muốn một đấu một đúng không? Oán quỷ cũng theo đó đá một chân vào cái chân đang đứng trụ của anh ta, lão đồ tể buông lỏng tay, cơ thể anh ta ngã xuống mặt đất. Không đánh lại mày đúng không? Lão đồ tể trực tiếp đá một chân vào bụng Hàn Đông Sơn, trực tiếp đá bay anh ta ra ngoài. Miệng Hàn Đông Sơn lập tức hộc máu, vẻ mặt không thể tưởng tượng được, sức lực của ba người này sao lại mạnh như vậy, tốc độ sao lại nhanh như vậy, hơn nữa, cái lão mập kia. Vậy mà dễ như trở bàn tay bắt được roi chân của anh ta. A Tây. Hàn Đông Sơn gầm lên một cách giận dữ, anh ta nhảy lên từ trên mặt đất, một cái bước vào tới phía, đùi phải nâng lên, đá qua cẳng chân của dạ ma. Dạ ma đứng yên. Thời điểm chân Hàn Đông Sơn đá tới được một nửa, bỗng nhiên anh ta dừng lại, dùng chân sau nhảy lên, xoay người trên không trung, đá một cú đá gió xoáy sắc bén về phía cổ dạ ma. A Tây đúng không, khóe miệng dạ ma giật một cái, lúc cơ thể anh ta SDS còn chưa xoay lại, anh ta DM cúi người xuống, bả vai hướng lên, phịch một tiếng, đánh vào bụng của Hàn Đông Sơn, trực tiếp khiến cả cho người anh ta bị đánh bay ra ngoài. Cơ thể Hàn Đông Sơn còn đang bay trên không trung, oán quỷ không biết khi nào đã ở đằng sau anh ta, giơ tay nhấn lên bả vai đối phương một cái, bang một tiếng, trực tiếp ấn cả người anh ta xuống mặt đất. Mặt Hàn Đông Sơn tiếp xúc với mặt đất rất mạnh, một tiếng răng rắc vang lên, xương mũi đã bị gãy. Sau đó, ba người vây lại, vây quanh Hàn Đông Sơn cùng nhau giẫm. Hàn Đông Sơn ôm đầu mình cuộn tròn trên mặt đất lăn qua lộn lại. Đồ ngu ngốc, đi trêu chọc đến nhị đương gia, làm hại tụi tao không ngủ được.
Cái đầu chó này, không biết tụi tao vừa mới đi đánh giặc trở về rất mệt sao? Cái đầu yêu tinh hại người, ông đây giẫm chết mày. Ba người hùng hùng hổ hổ, giẫm chân không ngừng, phanh phanh phanh, tiếng giẫm đạp vang lên bốn phía, khiến Hàn Đông Sơn bị giẫm đến lăn qua lăn lại, cuối cùng anh ta không động đậy gì nữa. Thừa dịp ba người họ thở dốc nghỉ ngơi, Hàn Đông Sơn khó khăn mà ngẩng đầu, trên mặt toàn là máu, oán độc nhìn Tề Đẳng Nhân, nói, mày là đồ không có võ đức. Võ đức, không phải là mày dạy sao, thần tượng, Tề Đẳng Nhân cười lạnh nói. Dạ ma vui vẻ, một chân giẫm xuống, mắng còn có sức lực nói chuyện. Võ đức đúng không, lão nổ Tề cũng tiếp tục theo giẫm lên. Chờ đến khi Tề Đẳng Nhân kêu dừng, thì hơi thở của Hàn Đông Sơn đã thoi thóp, toàn bộ trên người đều là dấu chân, khắp cơ thể toàn là máu. Mà lúc ba người này giẫm chân thực sự rất mạnh, dùng hết sức bình sinh để giẫm, nếu không phải Hàn Đông Sơn luyện công nhiều năm, anh ta đã sớm tư bị giẫm chết. Hàn Đông Sơn ngay cả một câu xin lỗi cũng không kịp nói, đã bị ba tên ác ôn đánh cho hơi thở thoi thóp, ngay cả sức để nói chuyện sức cũng không có. Tề Đẳng Nhân mặt không biểu tình mà nhìn anh ta, lạnh lùng nói, ngấm ngầm dở trò gian lận. Tao thì không sao cả, nếu mày không chạm đến điểm mấu chốt, tao cũng sẽ không khách khí với mày. Sâu trong nội tâm Hàn Đông Sơn nội tràn ngập sợ hãi, nếu vừa rồi Tề Đẳng Nhân không kêu dừng, chẳng lẽ ba người này sẽ đánh anh ta đến khi chết mới thôi. Ba người hơn nửa đêm bị Tề Đẳng Nhân gọi lên, trong lòng toàn là oán khí. Nhưng lại không dám vứt đống oán khí này vào mặt Tề Đẳng Nhân, nên chỉ có thể rời xuống tên đầu sỏ gây tội Hàn Đông Sơn này. Đóng gói anh ta lại, để tôi cho người đưa qua chỗ Han Sung Jun ở Triều Tiên, tôi muốn cho Han Sung Jun tận mắt nhìn thấy đồ đệ của ông ta tắt thở trước mặt ông ta. Tề Đẳng Nhân cười lạnh nói. Lão nổ Tề trực tiếp kéo khăn trải giường xuống, sau đó bao phủ lên người Hàn Đông Sơn. Hàn Đông Sơn hoảng sợ muốn chết. Trùng hợp nhìn thấy người của khách sạn tới cửa phòng, lập tức cao giọng kêu cứu. Tề Đẳng Nhân quay đầu lại, thấy Mã Tây Long đang đứng ở cửa. Thế nào, Mã Tổng muốn xen vào chuyện của tôi sao? Tề Đẳng Nhân lạnh lùng hỏi. Tôi chỉ đến xem thử là ai dám to gan lớn mật động thủ đánh người trong khách sạn của tôi như vậy, thì ra là cậu, vậy thì làm phiền rồi. Mã Tây Long mặt không biểu tình mà trả lời một câu. Lần trước anh ta thất bại trong tay Tề Đẳng Nhân, có thể nói là mặt mũi bị quét sạch, hơn nữa, Tề Đẳng Nhân còn có thẻ hội viên VIP của khách sạn Thiên Địa, hơn nữa còn có mối quan hệ tốt với Ngọc Tiểu Long, anh ta còn có thể làm gì chứ? Khách sạn Thiên Địa, chính là sản nghiệp của Ngọc Gia. Sau khi Hàn Đông Sơn nghe được lời này, suýt nữa trực tiếp bị hù chết, không nghĩ tới người quản lý của khách sạn lại không muốn nhúng tay vào chuyện này. Trong lòng anh ta hối hận không thôi. Sớm biết như thế, chính mình thua thì thua, còn dùng ám chiêu làm gì, đã vậy còn đánh điếc tai người ta. Ba người lão nổ Tể đã gói Hàn Đông Sơn vào khăn trải giường một cách kỹ lưỡng, Tề Đẳng Nhân phất tay, trực tiếp mang người đã được đóng gói đi. Mã Tây Long trực tiếp tránh ra rồi nói một câu, lỡ mù khi đám người Tề Đẳng Nhân sau khi rời khỏi, đành bất đắc dĩ phải đi đến phòng điều khiển, phá hỏng thiết bị theo dõi ở khách sạn này. Tề Đẳng Nhân vừa đi vừa gọi điện thoại, không lâu sau hắn lái xe tới cảng, trực tiếp đá Hàn Đông Sơn nửa chết nửa sống từ trên xe xuống. A ha, nói vậy ngài chính là nhị đương gia đại danh đỉnh đỉnh sao, tôi là thuyền trưởng. Một người đàn ông mặt đầy râu quai nón đi tới đón, tự xưng thuyền trưởng. Chào ông, nghe nói ông có thể vận chuyển bất cứ thứ gì. Tề Đẳng Nhân gật đầu, nói. Thuyền trưởng nói, tôi cũng là con người có quy tắc, thứ nhất. Tuyệt đối sẽ không hỏi khách hàng vận chuyển cái gì, thứ hai, khách hàng cũng đừng hỏi tôi vận chuyển hàng hóa như thế nào. Hơn nữa, cuộc đời tôi ghét nhất là hai loại người, tôi sẽ không bao giờ nhận đơn của hai loại người này. Tôi nghĩ, nhị đương gia hẳn là không phải một trong hai loại người này đâu nhỉ. Lão nổ Tể đánh giá người này, nhịn không được mà hỏi, hai loại người nào? Có thể nói tôi nghe hay không? Sắc mặt thuyền trưởng nghiêm nghị. Nói, từ khi sinh ra tới giờ, tôi ghét nhất là người kỳ thị chủng tộc. Tề Đẳng Nhân nghe xong thì bật cười, nói, tôi thật sự không có kỳ thị chủng tộc, ông có thể yên tâm. Lão nổ Tể nói, còn loại người còn lại thì sao? Thuyền trưởng mặt không biểu tình nói, người da đen. Phì.
Dạ ma thiếu chút nữa đã phụt cười. Lão nô tể cũng dở khóc dở cười. Biểu tình trên mặt Tề Đẳng Nhân cũng cứng đờ, sau đó bất đắc dĩ cười khổ, nói, được rồi, tôi không có liên quan gì tới hai loại người này, đây là thù lao, ông vận chuyển tên này đến võ quán Tai Y Taekwondo tại Triều Tiên đi, nhất định phải để anh ta chết ở trước mặt Han Sung Jun. Hiểu rồi, vận chuyển anh ta đến võ quán Tai Y Taekwondo tại Triều Tiên, sau đó khiến cậu ta chết trước mặt Han Sung Jun, còn gì nữa không? Thuyền trưởng nghiêm túc nhớ kỹ yêu cầu của Tề Đẳng Nhân. Nhân tiện nói cho ông ta, nên thu đồ đệ có nhân phẩm tốt một chút. Sau khi Tề Đẳng Nhân đưa tiền cho thuyền trưởng, bảo ông ta đi đi. Thuyền trưởng bảo cấp dưới đưa Han Sung Jun lên thuyền, trước mặt Tề Đẳng Nhân đếm tiền, sau đó nhe răng trợn mắt cười, nói, được. Oán quỷ nhịn không được mà nói, cái tên này đúng là người kỳ lạ. Lão nô tể nhìn anh ta một cái, nói cậu không có tư cách để nói người ta như vậy đâu. Tôi cảm thấy không có ai có thể kỳ lạ hơn cậu. Oán quỷ A-di-đà Phật một tiếng, nói thật muốn siêu độ ông ta. Tề Đẳng Nhân vỗ tay, nói, được rồi, ba người hôm nay cũng mệt mỏi rồi, trở về nghỉ ngơi đi, xong xuôi sau khi hoàn thành xong chuyện cuối cùng, tôi sẽ cho người đưa các người về U Đô. Đã đến lúc giờ cối say, giết con lừa, người dùng xong rồi, đương nhiên cũng nên đưa trở về. Còn chuyện cuối cùng, đương nhiên là săn lùng Hồng Thiên Đô, một kẻ thủ đáng gờm. Điều này làm ba người bọn họ tức khắc mặt đầy oán giận, cả đám u oán đến không chịu được, nhưng cuối cùng ngay cả một câu oán hận cũng không dám nói. Nhị đương gia, lần sau ở bên ngoài lại còn có cái gì chuyện phiền toái cần giải quyết, thì hãy nhớ đến tôi. Tôi là một mũi tên hồng tâm luôn hướng về nhị đương gia, giống như hoa hướng dương hướng về mặt trời. Dạ ma nói với Tề Đẳng Nhân. Cậu không thấy ghê tởm à? Lão nô tể nhìn không được muốn tát cho anh ta một cái. Hai người họ là lần thứ hai được Tề Đẳng Nhân thả ra từ nhà tù U Đô. Hơn nữa, mỗi lần đi ra tới đều có thể đại sát tứ phương. Điều này làm cho hai người cảm thấy linh hồn của mình giống như được thăng hoa. Tề Đẳng Nhân cũng không có biện pháp đối với mấy kẻ dở hơi này. Gật đầu, nói, được rồi, tôi biết rồi. Mấy người hiện tại lập tức trở về nghỉ ngơi đi. Tôi đây còn có chuyện phải làm. Lão nô tể nói, chuyện gì, có cần tôi giúp một tay hay không? Tề Đẳng Nhân nói, đi tìm quả phụ chơi, ông muốn đi không? Lão nô tể nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng kia thì run rẩy, nói, tôi không đi đâu, tôi không có hứng thú với quả phụ, tôi chỉ thích các cô em học sinh, sinh viên thôi. Người đàn bà Tôn Dĩnh Thục này không tốt đẹp chút nào, Tề Đẳng Nhân cứu mạng cô ta. Cô ta lại ngấm ngầm giở trò lừa gạt. Người của Tai Y Taekwondo có thể tìm được địa chỉ của hắn một cách chính xác như vậy, khẳng định là do có người mật báo, bán đứng hắn. Mà cái người bán đứng hắn xem ra, ngoại trừ Tôn Dĩnh Thục ra thì còn có thể là ai? Hắn cảm thấy chính mình bị chơi một chút cũng không sao, cũng không có gì tổn thất, nhưng chuyện lần này lại liên lụy tới Dương Quan Quan, làm tai trái của cô ta bị đánh đến điếc. Cho dù làm phẫu thuật cũng không biết thính lực có thể khôi phục lại hay không. Cho nên, sau khi hắn xử lý Hàn Đông Sơn xong, trong lòng hắn vẫn tràn đầy lửa giận. Lửa giận trong người nhị đương gia có thể thiêu chết tôi mất. Oán quỷ nhịn không được mà thấp giọng nói thầm một câu. Đi đi đi, trở về thôi, đừng có ở đây nhiều chuyện nữa. Dạ ma rụt cổ nói. Vì thế, một hàng ba người rời khỏi cảng, đi về khách sạn bọn họ đang ở. Tề Đẳng Nhân trực tiếp đi tới khu nhà giàu chứ danh tại Thượng Hải, hắn lập tức đi tìm Tôn Dĩnh Thục. Loại chuyện này, Tề Đẳng Nhân đương nhiên không đi theo con đường bình thường, hắn trèo lên nóc nhà tránh được giám sát của bảo vệ, trực tiếp đi vào phòng của Tôn Dĩnh Thục. Giờ khắc này Tôn Dĩnh Thục đang nằm ngủ say trên giường, dù đang ngủ nhưng trong vô thức cô ta vẫn cảm nhận được khí lạnh đang bao trùm lấy mình, lập tức bừng tỉnh. Vừa mở mắt, đã nhìn thấy một người đang đứng ở mép giường. Dùng ánh mắt lạnh lùng mang theo sát ý mà nhìn chằm chằm cô ta. Điều này làm cô ta hoảng sợ, nhưng vẫn không kêu ra tiếng, cô ta bình tĩnh nói, các người muốn bao nhiêu tiền, tôi cũng có thể cho, chỉ cần trừ lại mạng sống cho tôi là được. Tôn Dĩnh Thục đột nhiên tỉnh dậy, vì căn phòng quá tối nên cô ta không thể nhìn rõ khuôn mặt của Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn im lặng không nói lời nào, ánh mắt không vui. Tôn Dĩnh Thục cảm thấy sợ hãi. Vốn dĩ an ninh bảo mật nhà cô rất tốt,
nhưng người đang đứng trước mặt có thể lén vào phòng ngủ của cô mà không gây chút tiếng động nào, thật quá đáng sợ. Tôn phu nhân, sao cô lại rụt rè như vậy? Tề Đẳng Nhàn thản nhiên cười nói. Là anh, Tôn Dĩnh Thục nghe thấy giọng của Tề Đẳng Nhàn thì vô cùng kinh ngạc, lập tức hoàn hồn lại. Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói, là tôi, nhưng như vậy cũng không có nghĩa là cô được an toàn, bởi vì hiện tại tôi đang rất bực đấy. Cơ thể Tôn Dĩnh Thục run sợ, trầm giọng nói, anh thông đồng với nhà họ Choi. Tề Đẳng Nhàn thản nhiên nở một nụ cười khinh thường đáp lại, cô không biết mình đã làm gì à? Sao bây giờ lại hỏi tôi? Tôn Dĩnh Thục nói, đúng là trước đây tôi có gây khó dễ cho anh một chút, nhưng có cần phải thù dai như vậy không? Huống chi, anh cũng không có tổn thất gì, sao bây giờ lại nghĩ đến nó? Cô giả danh tôi mà, cố tình tiết lộ địa chỉ của tôi cho những người của tổ chức Taekwondo Tai để họ đến làm phiền tôi còn gì? Tề Đẳng Nhàn bóp lấy cổ của Tôn Dĩnh Thục, gằn giọng nói. Hắn thực sự quá mệt mỏi với mụ đàn bà Tôn Dĩnh Thục này rồi, cô ta đã không biết ơn thì thôi, còn dám gây hại cho hắn. Hơn nữa, chuyện trước đó hắn không muốn quan tâm, nhưng việc để lộ địa chỉ của hắn cho người của Taekwondo Tai thật sự rất quá đáng. Tôn Dĩnh Thục bỗng nhiên không thở nổi, liên tục vỗ vào tay Tề Đẳng Nhàn, khó khăn nói, tôi không có làm như vậy. Tề Đẳng Nhàn thờ ơ đáp, dám làm không dám nhận à? Ngoài cô ra, còn ai dám làm như vậy hả? Không phải cô chỉ muốn tôi đánh bại Han Sung Jun để đoạt lại bài vị của cha cô thôi sao? Tôn Dĩnh Thục bị bóp chặt đến nỗi mặt đỏ bừng, không thở nổi, lắc đầu liên tục nói, không, tôi không có. Lúc này, cô cũng không quan tâm đến việc chiếc chăn trải giường quấn trên người cô đã bị tuột ra, thân hình gợi cảm trong bộ đồ ngủ phi bóng màu đen được phô bày trọn vẹn. Nhưng Tề Đẳng Nhàn không bị sao động, bây giờ hắn chỉ đang tức giận. Tôn phu nhân, cô thực sự nghĩ tôi không biết giận à? Tề Đẳng Nhàn ném Tôn Dĩnh Thục sang một bên, sau đó cười nói. Tôi đã thề với người cha đã khuất của mình rằng tôi sẽ không bao giờ liên lạc với bất kỳ ai từ Taekwondo Tai. Sau khi anh cảnh cáo tôi lần trước, tôi đã không bao giờ nghĩ đến việc đó nữa. Tôn Dĩnh Thục vừa ôm cổ ho liên tục vừa nói. Chỉ trong một lúc vừa nãy, cô ta thực sự cảm nhận được cái chết đang đến gần, mặc dù trong miệng cô tràn ngập không khí nhưng lại không thể thở được. Những lời cô ta nói khiến Tề Đẳng Nhàn bỗng dưng cảm thấy khó hiểu. Tôn Dĩnh Thục chắc hẳn phải có tình cảm vô cùng sâu nặng với người cha đã khuất của mình, nếu không cô ta đã không suốt ngày nghĩ đến việc lấy lại bài vị của cha từ tay Han Sung Jun. Vì cô ta đã thề với người cha đã khuất của mình, nên có lẽ những lời đó không phải lời nói dối. Tề Đẳng Nhàn bất chợt nói, không phải cô, vậy còn có thể là ai nữa? Tôn Dĩnh Thục cười trong đau khổ đáp lại, anh à, anh có thể suy nghĩ kỹ hơn một chút được không? Lúc đầu là lỗi của tôi, là do tôi đã đồn thổi lên khiến mọi người ở Triều Tiên đều biết. Chuyện lớn như vậy chắc chắn có người ở nước khác cũng biết, mượn dao giết người cũng có thể xảy ra mà. Tôi phát hiện ra, do thư ký của anh mà anh đã gặp nhiều rắc rối với nhà họ Dương, thậm chí còn cầu hôn vị hôn thê của Dương Tĩnh. Nhà họ Dương có thể lợi dụng chuyện này để lừa gạt anh, sao anh chỉ nghĩ rằng mình tôi lừa anh vậy? Những lời này của cô ta đều rất thật lòng, hơn nữa cô ta cũng phân tích kỹ, vừa rồi cô ta suýt chút nữa bị Tề Đẳng Nhàn bóp chết, nhưng cũng không oán trách gì, hiển nhiên cô ta thực sự sợ việc Tề Đẳng Nhàn hiểu lầm rồi giết cô ta ngay tại đây. Sau khi nghe những lời phân tích của Tôn Dĩnh Thục, Tề Đẳng Nhàn suy nghĩ một lúc và cảm thấy chúng cũng rất có lý. Khi Tôn Dĩnh Thục bắt đầu đồn thổi việc này, sức ảnh hưởng của cô ta không hề nhỏ, cô ta không phải là người duy nhất có thể sử dụng Taekwondo Tai để chống lại hắn. Với tính cách bẩn thỉu của nhà họ Dương, chuyện như vậy cũng không phải là không thể, dù sao ông Dương cũng sắp chết, tài sản cũng sắp được phân chia. Vậy xem ra tôi đã hiểu lầm cô sao? Tề Đẳng Nhàn thản nhiên nói. Tề Tổng, anh thực sự đã hiểu lầm tôi rồi. Tôi thề với Chúa. Kể từ sau sự cố đó, tôi không bao giờ liên lạc với họ nữa. Tôn Dĩnh Thục kiên quyết thề. Một lúc thì cô thề với người cha đã khuất, một lúc thì thề với Chúa, sao tôi lại thấy hơi khó tin nhỉ? Tề Đẳng Nhàn nghi ngờ nhìn cô ta. Tôn Dĩnh Thục dở khóc dở cười nói, vậy anh muốn thế nào? Nếu anh không tin thì tôi chỉ có thể nhận lấy cái chết thôi. Dù sao anh muốn giết tôi cũng dễ mà. Lúc này cô ta đã không còn sự vênh váo như trước.
mà chỉ còn lại sự chân thành và nỗi bất lực. Tôn Dĩnh Thục rất thông minh và hiểu khi nào nên biết thân biết phận. Được, nếu cô đã nói như thế, vậy thì tôi tin cô. Tề Đẳng Nhàn nhíu mày, dù sao thì Hàn Đông Sơn cũng đã chết, đến lúc đó rất có thể tôi sẽ đánh một trận thật sự với Han Sung Jun. Đương nhiên hắn cho rằng thái dịch Taekwondo sẽ không bị ảnh hưởng bởi những tin đồn bên ngoài, nên tốt nhất là không dây dưa với nhau. Nhưng việc đã phát triển đến mức này, đệ tử lớn của Han Sung Jun là Hàn Đông Sơn đã làm một tai của Dương Quan Quan bị thương, hắn phải đi lấy nửa cái mạng của Hàn Đông Sơn trước. Dường như giữa họ đã hình thành mối thù. Tôn Dĩnh Thục nghe thấy những lời này bỗng dưng cảm thấy hơi sửng sốt, sau đó hơi mừng rỡ nói, anh thực sự muốn khiêu chiến với Han Sung Jun sao? Nếu như ông ta thua, có lẽ sẽ không còn mặt mũi nào để treo những bài vị mà ông ta đã lấy từ các đại đường viện ở Goguryeo trong võ đường của mình. Tề Đẳng Nhàn ung dung nói, tôi thấy bực với cách ông ta dạy dỗ đồ đệ như vậy. Nếu ông ta thực sự không biết điều mà tìm đến tôi sẽ đánh chết ông ta ngay lập tức. Tôn Dĩnh Thục cảm thấy như ánh sáng đã soi sáng cho mình, không ngờ chuyện này vặn vẹo mãi cuối cùng cũng có kết quả. Nhưng dù sao chuyện này cũng là do cô, vẻ mặt Tề Đẳng Nhàn đột nhiên tối sầm lại, ủ rũ nhìn Tôn Dĩnh Thục. Dương Quan Quan là một hạt giống tốt do chính hắn vun trồng, mối quan hệ giữa hai người cũng vô cùng tốt, cô ấy đã bị tổn thương bởi trò bẩn thỉu đó, điều này khiến Tề Đẳng Nhàn thực sự rất tức giận. Khóe miệng của Tôn Dĩnh Thục vô thức cứng lại, cô ta không biết nên trả lời Tề Đẳng Nhàn như thế nào. Cô ta chỉ có thể cúi đầu. Bất đắc dĩ nói, tôi thành thật xin lỗi nếu đã gây phiền phức cho anh. Tôi thực sự hối hận về những gì mình đã làm khi đó. Tề Đẳng Nhàn nhẹ nhàng nhìn cô, hít một hơi thật sâu rồi nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nếu để tôi tìm ra chuyện có liên quan đến cô thì tôi sẽ giết cô. Yên tâm đi, cho dù cô có chạy trốn đến Goguryeo đi chăng nữa, tôi cũng sẽ có rất nhiều cách để giết cô. Khi Tôn Dĩnh Thục nghe thấy điều này, cô ta không thể không thở phào nhẹ nhõm và biết rằng tính mạng của mình đã được cứu. Tề Tổng cứ điều tra đi, nếu chuyện đó có liên quan đến tôi sẽ dùng cái chết để tạ tội. Tôn Dĩnh Thục dõng dạc trả lời. Tề Đằng Nhàn định thần lại, hắn cũng đoán có lẽ Tôn Dĩnh Thực không nhúng tay vào chuyện này, nhưng hắn lại có thủ với thái dịch Taekwondo, tính ra người phụ nữ này đành nào cũng phải chịu trận thôi. Mắt thấy cô ta mặc một bộ đồ ngủ gợi cảm. Suy nghĩ trong đầu hắn càng lúc càng linh hoạt hơn. Bộ đồ ngủ của cô hôm nay rất đẹp, Tề Đằng Nhàn nói. Tôn Dĩnh Thục kinh ngạc trong giây lát, sau đó nhanh chóng đáp lại, trong lòng thì ngược lại khinh bỉ cười, cho dù đám đàn ông có ra vẻ lịch lãm, chính nhân quân tử tới đâu, suy cho cùng cũng một ruột đều khốn nạn như nhau cả thôi. Tề Đằng Nhàn nói tiếp, nếu cô đã có tiền ăn mặc đẹp như này thì cũng nên bồi thường cho tôi 100 triệu đi thôi. Tôn Dĩnh Thục nghe xong thì ngẩn người ra, cô ta không hiểu sao câu chuyện lại quay ngoắt 180 độ như vậy. Tề Đằng Nhàn tỉnh bơ nói tiếp, chuyện này là do cô gây ra, còn tôi là người bị hại, cô cũng phải bồi thường đi chứ. Sao, cô thấy nhiều quá sao? Tôn Dĩnh Thục suýt thì tức điên lên, không phải chứ, chuyện này thì liên quan gì tới bộ đồ ngủ của tôi có đẹp hay không đâu. Tề Đằng Nhàn nhún vai đáp, tôi thuận miệng khen một câu thôi mà. Cô đừng để ý quá. Còn về thiệt hại bên tôi, cô chắc chắn phải bồi thường. Khóe miệng Tôn Dĩnh Thục giật giật, tên này hơi đáng khinh rồi đấy, còn định nuốt của cô ta 100 triệu á. Được thôi, tôi sẽ trả. Cô ta hít một hơi thật sâu rồi đáp. Tôn Dĩnh Thục biết, nửa đêm nửa hôm Tề Đằng Nhàn mò đến đây uy hiếp cô ta, nhất định hắn gặp phải chuyện nên mới nóng vội tới mức này. Tề Đằng Nhàn gật đầu hài lòng. Ánh mắt lướt qua người của Tôn Dĩnh Thục một vòng, cười nói, Tôn phu nhân à, dáng người của cô đẹp thật đấy, cân đối như vậy, đúng là 10 phân vẹn 10. Cô ta cũng bình tĩnh đáp lại, cảm ơn lời khen của anh. Hắn ta lại nói tiếp, cũng giống cô, tôi cũng đánh được 10 cái đấy. Tôn Dĩnh Thục kinh ngạc, lại một lần nữa cô ta cảm thấy bản thân không theo kịp mạch não của tên này. Tốt nhất là cô nên chuyển tiền cho tôi nhanh lên một chút. Tề Đằng Nhàn tỉnh bơ nói. Khóe miệng cô ta run run, vậy, đây đâu phải khen gì đâu, đây là anh đang uy hiếp tôi mà. Cái tên đáng khinh này. Tôn Dĩnh Thục rất muốn hỏi ông trời tại sao lại để một tên kỳ lạ như vậy tồn tại trên đời này. Cô ta cầm điện thoại, tức giận hét lên,
lượn ra chỗ khác đi, tôi chuyển cho anh luôn là được chứ gì, còn mẹ nhà anh nữa chứ. Ngay cả mấy câu chửi rủa cũng nói ra rồi, đủ hiểu Tôn Dĩnh Thục đang tức giận tới mức nào. Tề Đằng Nhàn vui vẻ giơ ngón tay cái lên chỉ cô ta, nhanh lên nhé. Chấm chấm chấm, Tôn Dĩnh Thục đang cúi đầu chuyển khoản, nghe xong suýt tức chết. Ngay lúc này đây, có tiếng bước chân vang lên ngoài cửa, một người phụ nữ vừa đi tới vừa hỏi, chị Dĩnh Thục, đã muộn như này rồi mà chị vẫn chưa ngủ sao, đang nói chuyện với ai vậy? Hỏng rồi, Tôn Dĩnh Thục giật mình, cô ta không nghĩ tiếng trong phòng lại vang được ra ngoài để người khác nghe thấy. Em vào nha, Tôn Mỹ Nghệ nói, tay cô ấy đã đặt ngay trên chốt cửa. Tôn Dĩnh Thục thấy Tề Đằng Nhàn cũng đang ngẩn người, cô ta chẳng quan tâm gì nữa, kéo hắn lại, chùm chăn lên. Đừng nói gì, nếu để người khác thấy anh ở đây thì tôi coi như xong đời đấy. Đây là người nhà họ Choi phái tới theo dõi tôi đấy. Tôn Dĩnh Thục hạ giọng nói. Nói xong, cô ta liền cầm điện thoại lên xem, cửa vừa mở ra, Tôn Mỹ Nghệ nghiêng người bước vào. Tôn Dĩnh Thục nằm trên giường, làm bộ chống chân lên để che người hắn, tỉnh bơ hỏi, Mỹ Nghệ, cô chưa ngủ à? À, em nghe thấy có tiếng động kỳ lạ bên này, nên tới xem chút. Tôn Mỹ Nghệ mỉm cười đáp, ánh mắt dò xét nhìn xung quanh. Tôn Dĩnh Thục giả vờ xem điện thoại, thờ ơ nói, cô tới lúc này là đang làm phiền tôi đấy. Tôn Mỹ Nghệ nói, chẳng phải em tới để quan tâm chị sao? Đã trễ thế này, chị còn chưa đi ngủ sao? Tôn Dĩnh Thục nói, tự nhiên tôi nhớ tới mấy vấn đề kinh doanh ấy mà nên không ngủ được, mới ngồi chơi điện thoại thôi. Tề Đằng Nhàn khó chịu, hắn tới để trả thù, không phải tới để làm chuyện không thể để người khác biết, sao phải giống rùa rụt cổ. Hắn vừa định cử động, đôi chân dài của Tôn Dĩnh Thục liền gác lên, đè vào cổ hắn, khiến cả khuôn mặt của hắn kề sát ngay bên cạnh đùi còn lại của cô ta. Lúc này hắn mới phát hiện ra, không phải Tôn phu nhân mặc áo ngủ mà cô ta đang mặc váy ngủ. Được được, nhịn một chút. Tôi nhân từ nương tay, không muốn hủy hoại thanh danh của cô, nhất định không phải tôi cảm thấy cô xinh đẹp, chân thon, da mịn, thân thể thơm ngon mới. Hơn nữa, tôi với đồ tể có gu giống nhau, đều thích mỹ nữ trẻ tuổi, chứ không thích quả phụ. Tế Đằng Nhàn bình tĩnh lại, thậm chí còn dùng tới co cốt công, co cứng người lại, không thể để cô ta phát hiện cảnh tượng trong chăn lúc này được. Tôn Dĩnh Thục cảm nhận được toàn bộ hơi thở nóng ẩm kia đang phả vào da thịt mình. Cô ta nổi da gà, nhưng dù sao diễn xuất của cô ta cũng cao siêu, vẫn bình thản nghịch điện thoại được. Cô ta thản nhiên nói, nếu không có việc gì khác thì cô mau về phòng nghỉ ngơi đi, tôi cũng chuẩn bị đi ngủ rồi. Tôn Mỹ Nghệ cười nói, Dĩnh Thục tỷ cũng vậy, chị phải chú ý nghỉ ngơi thật tốt. Hiện tại chị là một trong những nhân vật mấu chốt trong giới tài phiệt. Nếu chị có mệnh hệ gì, không ai có thể đảm nhiệm được vị trí của chị. Tôn Dĩnh Thục nói, tôi sẽ chú ý sức khỏe của mình. Nhiều người muốn tôi bị sao như vậy, nhất định tôi sẽ không để bọn họ toại nguyện được. Tôn Mỹ Nghệ mỉm cười, đẩy cửa bước ra ngoài, chúc cô ta ngủ ngon rồi đóng cửa lại. Tôn Dĩnh Thục thở phào nhẹ nhõm, trái tim cô ta đang treo lơ lửng như rơi xuống đất. Nhìn cuộc sống cô ta trông rất phóng khoáng, nhưng trên thực tế mỗi ngày cô ta đều phải cẩn thận, nếu để Tôn Mỹ Nghệ thấy có bất kỳ người đàn ông nào khác ở trong phòng cô ta thì cô ta không cần giải thích bất cứ câu nào. Cho dù Tề Đằng Nhàn thật sự chỉ đến để uy hiếp cô ta thì người nhà họ Cho nhất định sẽ không tin. Tề Tổng, anh có thể chui ra ngoài không? Tôn Dĩnh Thục ngoài cười mà lòng không cười, lễ phép hỏi. Tề Đằng Nhàn chui đầu ra, khó chịu nói, vừa rồi cô là người kéo tôi chui vào trong này, giờ lại muốn tôi chui ra ngoài, lắm chuyện thật đấy. Mặt Tôn Dĩnh Thục đen xì, nếu không phải tự dưng nửa đêm nửa hôm hắn đến phòng cô ta thì cô ta phải làm vậy sao? Xem ra, cô không sống phóng khoáng như tôi tưởng tượng. Tề Đằng Nhàn cười cười, nói. Tôn Dĩnh Thục chỉ muốn đạp thật mạnh vào khuôn mặt già nua này của hắn để hắn không bao giờ dám nói ra mấy lời đáng ghét như này nữa. Tôn Dĩnh Thục đen mặt nói, tôi đã chuyển 100 triệu cho anh rồi, giờ anh có thể rời đi chưa? Tề Đằng Nhàn cầm lấy điện thoại di động vừa nhìn, mặt cũng không khỏi đen, cả giận nói, 100 triệu tiền cao cú lệ. Sao không phải nhân dân tệ? Tôn Dĩnh Thục cười lạnh nói, không phải ban nãy anh chỉ nói muốn tôi đưa anh 100 triệu sao, cũng đâu có nói 100 triệu nhân dân tệ,
Tế Đảng Nhàn trầm mặt xuống tức giận. Tôn Dĩnh Thục lại thản nhiên cười, đưa tay nhẹ nhàng kéo dây áo của mình, quyến rũ nói, chân của tôi có thơm không? Coi như cô lợi hại. Tế Đảng Nhàn hai má đỏ ửng, có chút xấu hổ, ngượng ngùng tức giận. Cút đi, Tôn Dĩnh Thục đuổi khách nói. Tế Đảng Nhàn mở cửa sổ ra, gió rén đi ra ngoài như trộm. Sau khi Tôn Dĩnh Thục đuổi người đi, tức run người, cái tên điên này, nửa đêm nửa hôm dám chạy tới uy hiếp mình, còn muốn lừa tiền bà đây. Dám lừa tiền bà đây còn chưa tính đến, lại dám nhân lúc người ta gặp hoạn nạn giở trò lợi dụng. Đúng là tên cầm tinh con chó, Tôn Dĩnh Thục cười nhạo đã vậy còn là chó mắt trắng. Sau đó, cô ta sờ sờ đùi vừa bị chó cắn của mình, nhíu mày, phá lệ đi tắm rửa không phải vì tính ưa sạch. Từ khi Tôn Dĩnh Thục rời khỏi nơi này, Tề Đảng Nhàn cũng cảm thấy hơi mệt mỏi. Vừa rồi tinh thần còn rất tốt nhưng hiện giờ lại cảm thấy có chút mệt mỏi. Chẳng lẽ đúng như trong sách nói, phụ nữ dịu dàng là phần mộ của anh hùng. Xem ra việc tiết lộ địa chỉ của hắn cho thái dịch Taekwondo thật sự không phải là cô ấy làm. Tề Đảng Nhàn nghĩ thầm rồi nhanh chóng đến bệnh viện. Hắn không lái xe tới. Dù sao trong đầu hắn vẫn còn tồn tại một chút suy nghĩ nguy hiểm cho nên không thể lưu lại dấu vết gì. Bởi vì tiện đường nên hắn cố ý đi qua chi nhánh của ban chính trị. Đúng lúc nhìn thấy một hàng dài xe ô tô có rèm che đậu trước cửa, tiếp đến là một đám người mặc đồ đen đang nghiêm trang đứng đợi. Không lâu sau, Triệu Man Nhi đi ra từ ban chính trị. Một người mặc đồ đen cuống quýt tiến lên mở cửa, cung kính mời Triệu Man Nhi lên xe. Nhanh như vậy đã đi ra rồi. Đã vậy còn phô trương lớn như thế, xem ra không tổn thương đến xương cốt. Tề Đảng Nhàn nhìn cảnh này không khỏi híp đôi mắt lại. Việc điều tra Triệu Man Nhi và phong tỏa trường đấu chó đều là do Ngọc Tiểu Long thúc đẩy nhưng giờ còn chưa tới 24 giờ mà Triệu Man Nhi đã bình an không có việc gì ra khỏi ban chính trị. Có thể thấy sự ủng hộ không nhỏ của nhà họ Triệu với Triệu Man Nhi. Nếu không cô ta cũng không thể rời khỏi ban chính trị nhẹ nhàng như vậy. Tuy nhiên trường đấu chó đã bị kê biên tài sản nhưng Triệu Man Nhi lại không có việc gì. Có người chống lưng đằng sau, cho dù là tội danh hối lộ Tề Đảng Nhàn 60 triệu cũng sẽ có người nhận thay. Tên khốn họ Tề này dám giở thủ đoạn sau lưng tôi. Đòi 60 triệu còn trở mặt báo cáo tôi hối lộ. Triệu Man Nhi vừa lên xe đã bày ra vẻ mặt dữ tợn, mạnh mẽ nện một quyền lên ghế ngồi. Người lái xe ngay cả thở mạnh cũng không dám, chỉ có thể làm bộ như cái gì cũng chưa nghe được. Người ngồi trên ghế phụ là vệ sĩ của Triệu Man Nhi, hắn trầm giọng hỏi, cô chủ, bây giờ đi đâu? Triệu Man Nhi lạnh lùng nói, sau khi tôi gặp chuyện không may, nhà họ Trịnh có hành động gì không? Không có hành động gì, rất im lặng, trước sau như một. Vệ sĩ thành thật trả lời. Tốt lắm, cũng coi như Trịnh Sam Minh này chó già thức thời nếu không tôi sẽ cho ông ta tan cửa nát nhà trong phút chốc. Triệu Man Nhi cười lạnh nói. Có lẽ Tề Đảng Nhàn nổi lên ý định chọc người chán ghét, lúc này hắn chậm rãi đi tới trước xe của Triệu Man Nhi. Triệu Man Nhi nhìn thấy hắn, mặt dần trở lên xanh xao, hạ cửa kính xe xuống rồi lạnh lùng nói, họ Tề kia, anh thật sự rất thủ đoạn. Lần này đâm sau lưng tôi đủ độc. Hửm, đây không phải Tam Phu Nhân sao, tối như vậy không ngủ được còn chạy ra ngoài như thế này phải chăng đã xảy ra chuyện gì rồi đúng chứ? Tề Đảng Nhàn ra vẻ kinh ngạc nhìn Triệu Man Nhi, biết rõ còn hỏi. Giả ngu cũng thật giỏi. Triệu Man Nhi cười gằn. Tề Đảng Nhàn cười cười đáp lại, cô Triệu lúc nói chuyện tốt nhất nên chú ý một chút, nếu không sẽ gây rắc rối đến bản thân đó. Triệu Man Nhi nói, anh đâm sau lưng tôi được lần này xem như anh giỏi nhưng anh cũng nên cẩn thận đi, sớm hay muộn tôi cũng đem anh cho chó ăn. Tề Đảng Nhàn biến sắc. Hạ giọng hỏi lại, cô nói cái gì? Triệu Man Nhi nói, đem anh cho chó ăn, nghe không hiểu hay sao? Tề Đảng Nhàn bỗng nhiên cười, lấy ra giấy chứng nhận trong ngực mà hả hê, cô bị tình nghi uy hiếp đe dọa quan tướng cao cấp của ban chính trị bộ chiến tranh Hoa Quốc. Hiện tại, xin mời đi theo tôi một chuyến tiếp nhận điều tra. Chấm. Triệu Man Nhi trừng lớn hai mắt của mình nhìn tờ giấy chứng nhận trong tay hắn mà không nói được lời nào. Sau một lúc lâu cô ta mới cắn răng nói, anh có chứng cứ không? Có, Tề Đảng Nhàn mỉm cười lấy điện thoại ra ấn một cái.
Anh đâm sau lưng tôi được lần này, xem như anh giỏi, nhưng anh cũng nên cẩn thận. Đem anh cho chó ăn, nghe hiểu không? Vừa rồi Triệu Man Nhi hung ác nói hai câu đều đã bị Tề Đẳng Nhàn ghi âm vào điện thoại. Hành động này khiến Triệu Man Nhi trực tiếp choáng váng. Đừng lề mề, mau xuống xe. Nếu cô chống lại mệnh lệnh hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tề Đẳng Nhàn lộ ra hàm răng trắng, mỉm cười đến đáng ghét. Vệ sĩ bên cạnh không khỏi trần chờ nói, cô chủ. Triệu Man Nhi cắn răng mở cửa xe, không kìm được tức giận, họ Tề kia, anh có thể đừng chó như vậy hay không? Tề Đẳng Nhàn nhún vai, tôi có thể cho là cô đang tiến hành công kích thân thể không? Triệu Man Nhi dứt khoát câm miệng, tên khốn này quá nham hiểm, mình mới nói hai câu hung ác hắn cũng có thể cầm điện thoại ghi âm, lão khốn kiếp cũng không khốn nạn bằng hắn. Đến đây, đi theo tôi một chuyến, Tề Đẳng Nhàn trực tiếp dẫn Triệu Man Nhi vào lại ban chính trị. Một đám thuộc hạ của Triệu Man Nhi ngây ngốc đứng tại chỗ. Mẹ nó là đã xảy ra chuyện gì, thật vất vả mới đi ra được giờ lại đi vào. Chưa từng thấy Triệu Man Nhi chịu thiệt lớn như thế. Triệu Man Nhi lại bị Tề Đẳng Nhàn dẫn vào phòng thẩm vấn bắt đầu tiếp nhận hỏi cung nhàm chán. Sau khi Tề Đẳng Nhàn dẫn người vào, gửi file ghi âm trong điện thoại di động cho nhân viên công tác sau đó trực tiếp rời khỏi. Triệu Man Nhi nhìn bóng dáng rời đi của Tề Đẳng Nhàn, tức giận đến nổ phổi. Trên thế giới này sao lại có người như thế chứ? Quả thực là kẻ cặn bã trong cặn bã, nhỏ nhen đến không thể nhỏ nhen hơn. Thẳng đến khoảng 8 giờ sáng, Triệu Man Nhi mới mang theo cái bụng đói kêu vang mà ra khỏi phòng thẩm vấn. Bởi vì thức đêm nên cả người cũng trở nên tiêu tụy. Cô chủ, sau khi vệ sĩ nhìn thấy Triệu Man Nhi cũng không dám nói chuyện chỉ nhẹ giọng chào một tiếng. Triệu Man Nhi hít vào một hơi thật sâu, nói với lái xe, đi công viên Lâm Hải. Lái xe hơi sửng sốt nhưng cũng không nói gì thêm, trực tiếp lái xe nhanh chóng đến công viên Lâm Hải. Công viên Lâm Hải là nơi rất tốt để ngắm biển. Triệu Man Nhi muốn tìm người thích ngắm biển kia. Một người phụ nữ quần áo rất giản dị ngồi trên lan can, trước mặt bày giá vẽ đang tô tô vẽ vẽ, vẻ mặt bình thản. Chị! Triệu Man Nhi nhẹ giọng gọi một câu. Ừ, người phụ nữ đáp một tiếng nhưng cũng không quay đầu. Chị Hồng Tụ, vẻ mặt Triệu Man Nhi tối sầm, cao giọng gọi. Triệu Hồng Tụ đã từng gặp Tề Đẳng Nhàn một lần, lúc này mới chậm rãi quay đầu lại, không hờn giận nói em có việc gì. Triệu Man Nhi nói, em bị người khác ức hiếp, trường đấu cho bị niêm phong, còn phải ở trong ban chính trị suốt một đêm mới được ra ngoài. Chuyện này chị có giúp không? Triệu Hồng Tụ nói, không giúp. Sắc mặt Triệu Man Nhi cứng ngắc, nói, dù sao chúng ta cũng cùng một cha. Vẻ mặt Triệu Hồng Tụ không chút thay đổi ném bút vẽ của mình xuống. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Trong nhà để chị đến Thượng Hải không phải là vì hỗ trợ chuyện kinh doanh của em sao? Hiện tại có người uy hiếp đến em, chị phải phụ trách. Triệu Man Nhi cao giọng nói. Triệu Hồng Tụ có chút không kiên nhẫn nhìn cô ta một cái. Thản nhiên đáp lại, muốn chết. Triệu Man Nhi hít sâu một hơi, sởn tóc gáy. Chị nên giúp em, Triệu Man Nhi giật giật khóe miệng, vâng vâng dạ dạ nói. Chị từ chối ra tay chuyện khảo hạch và chuyện Trần Liệt trong nhà đã có ý kiến rồi. Hiện tại có người muốn phá chuyện kinh doanh vàng của em, nếu chị lại từ chối, về sau chị còn muốn chơi cờ hay không? Triệu Hồng Tụ cảm thấy đầu có chút đau, cô ta nhẹ nhàng xoa xoa đầu mình. Hỏi, ai? Triệu Man Nhi kinh hỉ nói, người này tên Tề Đẳng Nhàn, là một kẻ đê tiện, rất nham hiểm, chị nhất định phải cẩn thận hắn. Em đã tìm hiểu bối cảnh của hắn, hắn là con trai Triệu Tư Thanh. Triệu Hồng Tụ nói, đã biết. Đợi Triệu Man Nhi đi khỏi, lúc này Triệu Hồng Tụ mới có chút đăm chiêu nói, đúng là một cái tên kỳ lạ. Triệu Man Nhi thân là đứa con gái ngoài giá thú của nhà họ Trịnh. Hiển nhiên sẽ có lý do để uy hiếp Trịnh gia. Mà để dễ hiểu hơn, cô ta chính là em gái cùng cha khác mẹ trời đánh của Triệu Hồng Tụ. Triệu gia phồn hoa thịnh vượng, gia tộc ai nấy đều làm ăn phát đạt, tuy rằng Triệu Hồng Tụ cũng mang họ Triệu nhưng quan hệ huyết thống với người cầm quyền Triệu gia hiện tại đã rất mong manh. Bố của Triệu Hồng Tụ, chẳng qua chỉ là một người ngoài lề không thể lề hơn của Triệu gia. Nhưng ông ta lại không biết điều hết lần này đến lần khác. Còn mặt dày sinh ra đứa con gái như vậy.
Triệu Man Nhi quả thật vô cùng chán ghét phải động tay vào những việc bẩn thỉu của Triệu gia, nhưng bản thân cô ta cũng chẳng thể làm được gì khác. Tề Đẳng Nhàn cũng không biết bản thân hắn đang chọc đến cực hạn của Triệu Man Nhi, bức cho cô ta thừa sống thiếu chết nhất quyết phải đến gặp Triệu Hồng Tụ. Nếu như có thể đoán trước được, hắn sẽ không dùng đến loại thủ đoạn quỷ quyệt đó, dù sao thì lúc này cũng không nhất thiết phải chống lại con át chủ bài của Triệu gia. Lúc hắn đi đến bệnh viện, Dương Quan Quan cũng vừa lúc phẫu thuật chắp vá màng nhĩ xong, trước đó, Tôn Thanh Huyền giao cho bệnh viện xử lý nên hiệu quả thu được rất nhanh. Anh làm gì Hàn Đông Sơn kia rồi? Dương Quan Quan thấy Tề Đẳng Nhàn ung dung xuất hiện liền hỏi. Đánh anh ta thừa sống thiếu chết rồi tống cổ về Triều Tiên thôi, mà có khi sắp chết thật rồi cũng nên. Tề Đẳng Nhàn uể oải đáp. Không phải đã nhắc trước rồi sao? Tôi muốn tự tay kết liễu anh ta, cần anh xen vào à? Người gì đâu mà lắm chuyện thế? Dương Quan Quan đầy mặt bất mãn. Tề Đẳng Nhàn cười nhạt nói, có ý chí vùng lên từ thất bại là lý tưởng tốt, nhưng cô cũng phải quan tâm đến cảm nhận của tôi chứ, nếu tôi không xử chết hắn thì bức bối trong lòng lắm. Dương Quan Quan nghe xong những lời này của hắn, trong lòng bỗng cảm thấy ngọt ngào, cũng không thèm so đo với hắn nữa, đành nói, được rồi, bản cô nương đây sẽ không chấp nhặt với anh nữa. Tề Đẳng Nhàn ngáp một hơi, nói tôi tắm xong vào ngủ đây, có chuyện gì cứ trực tiếp gọi tôi dậy là được. Sau khi trừ diệt toàn bộ băng đảng kia, hắn vẫn chưa có thời gian nghỉ ngơi, cơ thể và tinh thần đã mệt đến rã rời rồi, hiện tại rốt cuộc cũng được thong thả một lúc. Hắn thoải mái tắm nước nóng, sau đó trực tiếp nằm lên giường, nhắm mắt lại, rất nhanh đã chìm vào mộng đẹp. Dương Quan Quan đưa mắt sang nhìn hắn một cái, cuối cùng cũng an tâm nhắm mắt, chỉ có điều, khi nhắm mắt lại, trong đầu cô ta vẫn hồi tưởng lại trận đấu trước đó, ngẫm lại xem nên tung ra chiêu thức nào mới đảm bảo nắm chắc phần thắng. Đến gần giữa trưa ngày hôm sau, Tề Đẳng Nhàn vừa mở mắt ra đã thấy Dương Quan Quan đang không ngừng khua chân múa tay trước mặt hắn. Thấy vậy hắn dở khóc dở cười, nói, điếc một bên tai, què một bên chân, cô còn không chịu ngồi yên một lúc à? Dương Quan Quan trả lời lại, không chịu luyện tập mới sợ phế, luyện tập rồi mới không sợ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 43.